Chương 883, Đông Lâm Tinh, cảnh tượng trước mắt khiến cho đám tu sĩ tinh vực liên minh đều biến sắc, tản ra. Nhanh chóng rút lui tới huyền đình tinh. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên. Hắn không hề nghĩ ngợi, quát lên. Sau đó nhanh chóng bay người trở lại, đám tu sĩ tinh vực liên minh bên cạnh hắn, mặc dù sắc mặt có thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm, không hề có một chút bối rối. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa tu sĩ liên minh và La Thiên. Trong tinh vực liên minh, chuyện giết chóc quá mức tầm thường. Bất cứ người nào có thể sống sót đến nay đều đạt tới một tu vi nhất định, người nào cũng là một kẻ gian hoạt. Vào lúc này, bọn họ vẫn bình tĩnh, không cần nam tử trung niên nhắc nhỏ nhanh chóng dừng lại. Sau đó, bọn họ tản ra, tự mình bỏ chạy, không hề để ý tới sinh tử của người xung quanh. Thậm chí có tu sĩ mặc dù bỏ chạy, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên xuất hiện ý niệm giết người đoạt bảo. Đủ mọi thứ ý niệm thâm độc xuất hiện trong đầu bọn họ, tu sĩ La Thiên tới đây, chưa kịp điều chỉnh liền có tu sĩ phát hiện ra cảnh tượng đó. Nhất thời, liền có một số tu sĩ nhanh chóng bay ra, đuổi theo, trong đó một tu sĩ La Thiên đuổi theo liền thi triển thần thông khiến cho một tu sĩ liên minh đang bỏ chạy phía trước phun ra một nguồn máu tươi, thân thể yếu ớt. Ngay cả tốc độ của người đó cũng chậm lại, ánh mắt tuyệt vọng tu sĩ la thiên cười to bước lại gần tu sĩ liên minh nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần sự tuyệt vọng trong mắt tu sĩ liên minh biến mất hắn nhếch mép cười lạnh vung tay lên một cái những tiếng nổ vang lên đồng thời có tiếng hừ bi thảm phát ra cuối cùng tu sĩ liên minh cầm theo một cái túi trữ vật nhanh chóng bay về phía trước phía sau hắn thân thể tu sĩ la thiên nổ tung rồi tan biến cảnh tượng như vậy liên tục diễn ra ở khắp nơi vương lâm nhìn đám tu sĩ bước qua cái khe mà vẫn đứng yên lão già học hướng nhìn qua cái khe ánh mắt có chút lạnh lẽo thân thể hắn hơi lóe lên rồi hạ xuống tảng đá rộng ngàn trường nói với vương lâm hứa một ngươi đi theo ta nhóm người đầu tiên tiến vào với tính cách của ngươi chắc cũng không tham dự vừa nói dưới chân lão chợt xuất hiện một đám mây bay về phía xa sắc mặt vương lâm vẫn bình tĩnh trên thực tế đúng là như thế cho dù không có chuyện Lý Mộ Uyển thì hắn cũng không tiến vào liên minh tinh vực đầu tiên. Trận chiến giữa hai tinh vực phải hết sức cẩn thận, quay đầu nhìn lại phía Thanh Thủy. Thanh Thủy đứng lên tới gần Vương Lâm, cuốn lấy thân hắn rồi bám theo sát lão già họ hướng. Mạnh Vân Tử đứng giữa không trung thấy cảnh đó hơi do dự một chút rồi lại nhìn vào trong cái khe. Tu vi của lão nhân họ hướng cao thâm, nên tốc độ cực nhanh. Chỉ vài bước, lão đã ra khỏi lôi tiên điện, lao thẳng về phía đông của tinh vực La Thiên. Thanh Thủy từ từ bám theo sau. Bên cạnh hắn, ngoài thân thể Vương Lâm có một luồng gió đen bao quanh khiến cho tốc độ của hắn không hề chậm, hứa một. Ngươi tu luyện đến nay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải nghĩ cho cẩn thận. Chưa nói, chuyện này ta cầu khẩn, tổ tiên có thể đồng ý hoặc không đồng ý giúp ngươi. Vì vậy mà ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trên đường đi, lão nhân họ hướng không nói gì, cho tới mấy ngày sau khi tới gần phạm vi của Đông Lâm Tinh, lão mới mở miệng, tiền bối hiểu. Vương Lâm bình tĩnh nói, lão nhân họ hướng nghe vậy liên không nói nữa, Đông Lâm Tinh trong tinh vực La Thiên nổi tiếng là thần bí. Vị trí của nó không hề cố định mà di chuyển trong khu vực phía đông của tinh vực La Thiên. Lão nhân họ hướng đang bay liền lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọc giản màu đỏ rồi điều tra vị trí. Tới một ngày, dưới sự dẫn đường của lão nhân từ xa vương lâm có thể thấy được một tinh cầu tu chân khiến cho người ta kinh hãi xuất hiện trước mắt tinh cầu đó cực lớn thậm chí so với thiên vận tinh còn lớn hơn một vòng ngoài ra thi thoảng có những cái hố to màu vàng đậm từ xa nhìn lại có một luồng uy áp rất mạnh đập vào mặt đó chính là đông lâm tinh ở ngoài tinh cầu còn có mấy chục tinh cầu tu chân nhỏ khác di chuyển xung quanh xung quanh đông lâm tinh thi thoảng lại có ánh sáng của trận pháp lóe lên, chứng tỏ bên ngoài có cấm chế cực mạnh tồn tại. Nếu không biết phương pháp mà cố ý xâm nhập thì chắc chắn phải chết, lão nhân họ hướng dơ tay phải bắt quyết, chỉ về phía trước. Ngay lập tức một tinh cầu tu chân nhỏ đang bay xung quanh đông lâm tinh thoát ly khỏi lực hút bay thẳng tới lão, trong khoảng khắc tới gần. Bên ngoài tinh cầu nhỏ liền tỏa ra một luồng ánh sáng rồi biến thành một cái truyền tống trận, thanh thủy tiên quân. Hứa một. Đi theo ta." Lão nhân họ Hướng vừa nói vừa bước vào trong trận pháp. Thanh Thủy và Vương Lâm bám sát theo sau. Trong tích tắc cả ba bước chân vào trong trận pháp, một phần ánh sáng bùng lên rồi ba người biến mất, khi xuất hiện đã ở trên Đông Lâm Tinh. Một làn gió nhẹ thổi đến mang tới cho người ta cái cảm giác, mặc dù trên Đông Lâm Tinh có rất nhiều linh khí nhưng không hề bình ổn. Đứng trên Đông Lâm Tinh, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, hơi thở mà hắn vừa hít vào hoàn toàn khác với các tinh cầu tu chân khác trong tinh vực la thiên lão nhân họ hướng cũng không đưa hai người vương lâm tới chỗ gia tộc mà bay thẳng về phía tây tại phía tây của đông lâm tinh là một vùng có vô số đồi núi mặt đất có màu đỏ sậm thi thoảng lại xuất hiện những đoạn tay chân bị cụt từ trên bầu trời một con chim ưng hạ xuống xé một miếng thịt thối rồi ngẩng đầu lên ánh mắt của nó âm u mang tới một cảm giác lạnh lẽo càng đi sâu vào trong những cánh tay, chân bị cục càng lúc càng ít. Những ngôi mộ xuất hiện liên tiếp khiến cho Vương Lâm mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng phải kinh hãi. Hắn đã tu luyện qua công pháp của luyện hồn tông nên rất mẫn cảm với tử khí. Hắn nhìn quanh một vòng có thể thấy số lượng hồn phách ở nơi đây có thể nói là vô vàng. Cho dù là lúc mạnh nhất của tôn hồn phiên cũng không thể bằng nơi này. Nếu ở nơi đây mà hấp thu hồn phách thì có thể làm cho hồn phiên trong nháy mắt trở lại như cũ vương lâm nhìn quanh trên đường đi hoàn toàn im lặng phía tây của đông lâm tinh là cấm địa người ngoài không được đi vào đây nơi này là vị trí bế quan của lão tổ tiên của hướng gia âm thanh của lão nhân họ hướng bình tĩnh nhưng vương lâm có thể cảm nhận được trong giọng nói của lão đối với tổ tiên có một sự sùng kính không thể diễn tả bằng lời thanh thủy từ từ nhíu mày nhìn quanh không nói gì từ từ ba người đi sâu vào vùng đất phía tây của đông lâm tinh Màu sắc trên mặt đất từ đỏ sẫm biến thành một màu đen, đưa mắt nhìn quanh, mặt đất màu đen sẫm không hề có một chút sự sống. Nơi đây giống như là một mảnh đất tử vong, sức sống nơi đây hoàn toàn bị áp chế, bước đi ở đây, Vương Lâm lập tức liền có cảm giác yếu đi rất nhiều, giống như sức sống của mình bị mặt đất hút đi từ hai chân. Nếu thời gian quá dài, rất có khả năng sức sống sẽ biến mất toàn bộ, trên mặt không hề có một ngọn kiến trúc. Tất cả chỉ là một mảnh đất bằng phẳng chỉ có điều ở đây khiến cho vương lâm có cảm giác lo lắng giống như trên mặt đất có một thứ tử khí vô cùng vô tận của trời đất tộc nhân của hướng gia hướng vân đông cầu kiến tổ tiên lão nhân họ hướng hít một hơi thật sâu sắc mặt vô cùng cung kính trầm giọng nói mặt đất chấn động khiến cho vương lâm có thể cảm nhận được rõ ràng sâu trong nền đất có một sự dao động sự chấn động của mặt đất chính là do quá trình dao động đó dao động rất mạnh truyền lên mặt đất khiến cho cả đông lâm tinh rung chuyển. Chuyện gì? Một âm thanh bình tĩnh trong nháy mắt vang vọng trời đất. Âm thanh đó giống như không phải phát ra từ mặt đất mà xuyên qua không gian và thời gian, từ một thế giới tu chân cổ tới đây. Một tia sáng màu hồng khẽ lóe lên trong mắt, thanh thủy cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nét mặt vẫn bình thản. Cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh đã bắt đầu. Người này là tiên phong thuộc nhóm đầu tiên được hướng gia chúng ta đồng ý một chuyện nhưng chuyện hắn cầu với sức của vãn bối không thể làm được. Mong tổ tiên có thể thi triển thất tịch thuật. Lão nhân họ hướng cung kính nói, trong khoảng khắc hướng văn đông vừa dứt lời, Vương Lâm liền cảm nhận được một luồng thần thức không thể tưởng tượng được tập trung trên người mình. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng yên, đồng thời làm cho bản thân bình tĩnh thêm một chút. Trong cảm giác của hắn thì thần thức quá mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu được toàn bộ bản thân hắn. Bởi từ con mắt thứ ba, thứ lực lượng bản nguyên vẫn tràn ngập toàn thân đạo thần thức đó vừa đảo qua liền thu lại để cho hắn một mình xuống đây âm thanh già nua cất lên khiến cho mặt đất trung chuyển rồi xuất hiện một cái khe hở thật sâu hướng văn đông vội vàng vân dạ xoay người liếc mắt nhìn vương lâm vốn với chuyến đi này hắn cũng chỉ nắm chắc được một nửa dù sao thì tính tình của tổ tiên rất khác thường không thể đoán trước dù là việc này do hướng gia đồng ý với lời hứa trong chuyện phong tiên cũng không được tổ tiên quan tâm thấy tổ tiên đồng ý, hướng văn đông mỉm cười, hứa một. Ngươi xuống đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, chương 884, sinh cơ, vương lâm gật đầu nhìn thanh thủy, ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt trái thanh thủy. Nếu có người dám làm ngươi bị thì tất cả dòng họ trên đông lâm tinh máu sẽ chảy thành sông. Âm thanh mặc dù lạnh nhạt nhưng sát khí trong đó lại khiến cho hướng văn đông nhíu mày, cười khổ. Ánh mắt vương lâm có một sự cảm kích, Cả đời hắn không cảm kích nhiều người cho lắm. Tư đồ, Chu Dật, Động Thiên và bây giờ là Thanh Thủy, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ông quyền với hướng Văn Đông và Thanh Thủy rồi xoay người đi xuống cái khe, cái khe rất lớn, Vương Lâm rơi xuống chỉ thấy xung quanh vách bóng loáng. Chỉ có điều bên trong không hề có một chút sự sống, tất cả chỉ là một bầu không khí chết chóc, càng rơi xuống, không khí chết chóc càng lúc càng nhiều. Cuối cùng gần như tràn ngập xung quanh giống như có thể hóa thành thực thể khiến cho Vương Lâm cảm giác có chút yếu ớt, hắn giống như một đốn lửa đứng trong gió lúc nào cũng có thể tắt, Vương Lâm càng hạ xuống càng cảm giác được tử khí trở nên bạo ngược. Từng làn hơi lạnh chui vào trong người Vương Lâm. Nếu là người khác thì vào lúc này đã đông cứng, ngọn lửa sinh mệnh chấm dứt, nhưng Vương Lâm trong cánh cửa tu đạo đầu tiên tu luyện chính là đạo sinh tử luân hồi với công pháp hoàn tuyền thăng khiếu quyết nên đối với tử khí rất quen thuộc, vào lúc này, nguyên lực vận chuyển khiến cho ngoài thân thể âm dương sông ngư xuất hiện từ từ xoay tròn vì vậy mà tử khí đang bám quanh người hắn bị đẩy ra khiến cho bản thân không bị thương quá nặng cái khe rất sâu dường như không có đáy tốc độ rơi xuống của vương lâm rất nhanh sau khoảng nửa nén nhang mà vẫn chưa chạm đất sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh yên lặng vận chuyển nguyên lực xuất ra đạo nhân quả dung nhập với xung quanh một lúc sau tử khí càng lúc càng dày cho dù âm dương song ngư cũng bị ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn từ từ chậm lại. Đúng lúc này, thân thể hắn chấn động, hai chân đứng trên mặt đất, trước mặt hắn xuất hiện một cái thông đạo tối om không hề có chút ánh sáng. Cho dù là với tu vi của Vương Lâm cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, đến đây. Âm thanh già nua vang dội trong thông đạo mang tới một cảm giác quỷ dị. Vương Lâm trầm mặt một lúc rồi nhấc chân bước vào trong thông đạo, thông đạo cũng không dài, sau khi đi khoảng nửa nén nhang, vương lâm đã tới cuối đường lúc này cảnh tượng trước mặt khiến cho đôi đồng tử của bản thân co lại đầu người hằng hà sa số đầu người phía trước thông đạo là một khoảng không rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối chỉ thấy toàn là đầu lâu xương cốt tỏa ra hơi lạnh mà điểm khiến cho người ta kinh hãi chính là một biển đầu người cho dù với định lực của vương lâm vào lúc này cũng phải tê dại lui lại phía sau hai bước mà hoảng sợ đầu người ở đây nhiều lắm không thể đếm được nhiều tới mức khiến cho người khác mới nhìn thấy phải choáng váng. Tử khí nồng nặc ở đây biến thành một trận gió lốc thổi quanh biển đầu người, bị cơn gió đó thổi qua, Vương Lâm cảm giác hít thở không được thoải mái. Sự hoảng sợ trong mắt đã đạt tới mức cao nhất, ở giữa biển đầu người, trong cơn gió lốc có một cái bình đài được tạo bằng đầu người, bên trên có đặt một cái quan tài. Quan tài đó bằng gỗ đã hơi thối rửa, nhưng có một luồng hơi thở giống như điên cuồng từ trong quan tài tỏa ra, người tên là gì? Âm thanh già nua từ trong quan tài vang lên, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính ông quyền nói, "Vãn bối hứa một tham kiến tiền bối, chính ngươi muốn lão phu thi triển thất tịch thuật." Âm thanh già nua tỏa ra uy áp khắp xung quanh, "Đúng vậy." Vương Lâm ổn định tinh thần, nói một cách bình tĩnh, "Lão phu có thể giúp người nhưng lời hứa của hướng gia đối với ngươi cũng không đủ. Ta muốn một nửa sinh cơ của ngươi." âm thanh già nua hóa thành thần niệm phát ra khiến cho tử khí xung quanh trong tích tắc đậm đặc ngay cả biển đầu người xung quanh khi lời nói vừa dứt cũng dao động một cái đầu lâu từ trong đôi mắt chợt phát ra ánh sáng cảnh tượng trước mắt quá quái dị trước ánh mắt của vương lâm toàn bộ đầu lâu vào lúc này như mở hai mắt có được linh tính từng luồng ánh sáng từ đôi mắt của chúng chiếu vào người hắn vô số ánh mắt vừa mới chiếu vào người sinh cơ trong cơ thể vương lâm lập tức giảm xuống mái tóc đen trên đầu liền có một nửa trắng như tuyết, khuôn mặt của Vương Lâm trong phút chốc từ hình dạng thanh niên liền nhanh chóng già yếu. Đảo mắt một cái đã hóa thành trung niên, một cảm giác yếu ớt chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Tu vi của hắn không giảm đi nhưng cảm giác yếu ớt đó vẫn tồn tại không tan, lấy người mà ngươi muốn cứu xong. Âm thanh tổ tiên hướng gia vang lên. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào túi trữ vật. Quả cầu ánh sáng bao phủ nguyên anh của Lý Mộ Uyển bay ra, nhưng ngay vào lúc quả cầu xuất hiện sắp sửa rơi vào lòng bàn tay vương lâm liền có một luồng khí thế bá đạo ầm ầm lan tới cuốn quả cầu tới vị trí trung tâm gió lốc ánh mắt của vương lâm trong phút chốc như quên hết tất cả quên mất bản thân và đối phương chênh lệch như thế nào hai mắt hắn lập tức đỏ bừng con mắt thứ ba tỏa ra ánh sáng màu hồng ngươi muốn làm gì vương lâm gầm lên một tiếng đuổi theo lý mộ uyển một tiếng hừ lạnh từ trong quan tài vang lên nhất thời có một luồng tử khí lan tới cuốn lấy Vương Lâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm như trở nên điên cuồng, không chút do dự mở con mắt thứ ba. Ánh sáng màu hồng xuất hiện chiếu thẳng vào làng tử khí đang quấn quanh người, lập tức tử khí tan biến, Vương Lâm như tia chớp lao thẳng tới quả cầu đang bao phủ lý mộ uyển, hỗn láo. Lão Phu lấy một nửa sinh cơ của ngươi sẽ thi triển thất tịch thuật. Âm thanh già nua vang lên khiến cho Vương Lâm chợt dừng lại hắn nhìn chầm chầm về phía quan tài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, dưới sự bao phủ của tử khí, quả cầu cấm chế bao phủ Lý Mộ Uyển vỡ nát. Trước sự lo lắng của Vương Lâm, nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn nguyên vẹn, lơ lửng trong không trung, thì ra là sinh cơ mất hết, cố gắng ở lại thế gian chỉ là một nguyên anh tàn phế. Chẳng trách mà lại cần tới đây để lão phu thi triển thất tịch thuật, Vương Lâm im lặng nhìn quan tài trước mặt không nói gì nhưng nếu vào lúc lão phu mạnh nhất thi triển thất tịch thuật có thể giúp cho nguyên anh khôi phục cho dù là thức tỉnh cũng có thể làm được còn bây giờ lão phu chỉ nắm chắc được có ba phần vừa nói vô số ánh mắt từ trong biển đầu người tỏa ra những luồng sáng nhất thời từng làng tử khí xuất hiện bay quanh thân thể vương lâm vương lâm không hề có ý chống cự tử khí bao phủ quanh người hắn nhanh chóng rút ra từng dạo sinh cơ của hắn sinh cơ biến mất khiến cho tóc của vương lâm trắng bệch từ từ rụng xuống. Thân thể hắn dần dần héo rũ, da tay xuất hiện đầy nếp nhăn, khuôn mặt của hắn đang từ trung niên nhanh chóng già yếu. Một lúc sau, hắn đã trở thành một lão già, nét mặt vẫn còn một chút gì đó như trước, ánh mắt vương lâm yếu ớt. Cảm giác yếu ớt của bản thân khiến cho hắn như cảm nhân được trong hư không có một thứ lực lượng đang gọi về, giống như có một thứ lực lượng gì đó đang kêu gọi, muốn dẫn hắn đi, ngàn năm tu đạo. Vương Lâm làm sao lại không biết đó chính là thiên đạo luân hồi. Tuổi thọ của hắn không còn nhiều lắm nên thiên đạo luân hồi bắt đầu kêu gọi. Giống như Lý Mộ Uyển khi đó, khi tuổi thọ đã hết, thần sẽ tổn hại mà chết. Tử khí bao quanh người hắn hấp thu phần lớn sức sống của Vương Lâm rồi chuyển về phía Lý Mộ Uyển. Sau khi xoay quanh người nàng, sinh cơ của Vương Lâm theo một phương pháp đặc biệt nào đó dung nhập vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Thuật này có tên là thất tịch đó là do phát duy trì trong 7 ngày. Nếu Nguyên Anh có thể chịu đựng trong 7 ngày thì có thể thức tỉnh. Tổ tiên của hướng gia chậm rãi nói, Vương Lâm im lặng, kinh ngạc nhìn Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển không hề có chút oán hay hối hận, Lý Mộ Uyển như có thể cảm nhận được tất cả, thân thể run rẩy. Chỉ có điều, thân thể của Nguyên Anh không có nước mắt nhưng có thể hóa thành một sự đau đớn, tử khí xung quanh Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển liên tiếp đưa sinh cơ vào bên trong khiến cho nàng chầm chậm rõ ràng, thời gian cứ thế trôi đi ngày đầu tiên ngày thứ hai nhưng tới ngày thứ ba khi nguyên anh của lý mộ uyển từ từ rõ ràng liền dừng lại bởi vì sinh cơ của vương lâm đã biến mất hết đáng tiếc thất tịch thuật có từ thời thượng cổ là thuật số một trong việc nghịch thiên cải mệnh với nó cho dù là người chết cũng có thể sống lại chỉ cần có đủ sinh cơ dùng thất tịch thuật truyền lại sinh cơ không thể tích lũy mà chỉ trong bảy ngày ngày tiếp ngày cứ duy trì như vậy cho tới ngày thứ bảy có thể thấy được nó cần một lượng sức sống như thế nào sinh cơ của ngươi chỉ đủ hai ngày, cho dù lão phu không lấy một nửa thì cũng không đủ tới ngày thứ ba. Hứa một, ngươi có còn thứ gì để tăng sinh cơ hay không? Tổ tiên của hướng gia chậm rãi mở miệng, chương 885, món quà của Thanh Thủy, nguyên anh của Lý Mộ Uyển không còn sinh cơ dung nhập lại bắt đầu tiêu tán. Lần này tốc độ tiêu tán so với quá khứ còn nhanh hơn, giống như lúc nào cũng có thể biến mất, tiếp tục hút sinh cơ của ta, vương lâm nhìn lý mộ uyển ánh mắt triều mến nàng đã đợi hắn cả trăm năm chỉ đơn giản bởi một câu hứa ngàn năm tu đạo cũng chỉ có một mình nàng đặt chân vào trong lòng hắn nhưng phải tới khi nàng rời đi một mình hắn chìm trong cô đơn hắn mới biến được bản thân cũng để ý tới nàng hắn cứ thế nhìn lý mộ uyển chăm chú ánh mắt chỉ có một sự yêu thương vào lúc này giữa hai người có một khoảng cách giống như đang đứng hai bên bờ sông một bên là hắn và một bên là nàng ở giữa hai người là cả ngàn năm nhớ nhung chờ đợi chỉ có điều dòng sông đó cho dù có dữ dội tới mấy cũng không thể xóa được ánh mắt kiên định vào sự chờ đợi bên tai hắn như vang lên tiếng đàn ai oán tiếng đàn giống như một cây cầu khiến cho hai người có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau tử khí bao phủ bên ngoài thân thể lý mộ uyển và vương lâm sức sống cứ vậy chui ra khỏi cơ thể vương lâm mà dung nhập vào nguyên anh của lý mộ uyển cho dù có rút trăm ngàn lần sức sống để đổi lấy sự sống cho Lý Mộ Uyển, Vương Lâm cũng không hề oán hận, hắn lẳng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, mỉm cười triều mến. Khuôn mặt của hắn lại tiếp tục già nua, đầy nếp nhăn. Sức sống mất đi khiến cho thân thể hắn trong tích tắc như đã trải qua cả ngàn năm, trong thân thể Vương Lâm, sức sống đã không còn nhiều lắm. Tốc độ hấp thu như vậy khiến cho Vương Lâm càng cảm nhận được lời kêu gọi của thiên đạo, hắn cất tiếng thở dài, một luồng sinh cơ đậm đặc từ thân thể hắn chợt bạo phát. Lần bột phát này của hắn, sinh cơ tỏa ra bốn phía khiến cho vô số đầu người xung quanh, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng u ám. A. À, trong quan tài, lão tổ của hướng gia ngẫn người. Nơi quan tài của hắn vào lúc này ở bên cạnh chợt xuất hiện một thi hài chẳng khác gì que củi, một tia sáng lạnh lẽo trong khoảng khắc đôi mắt của thi hài mở ra chiếu lên người Vương Lâm, trong tinh vực liên minh, nơi một tinh cầu tu chân bổn tôn của vương lâm ẩn thân trong một môn phái tu chân hành động giống như một đệ tử cấp thấp vào lúc này hắn đang khoanh chân ngồi sinh cơ của bản thân đang tiêu tán nhanh chóng chỉ có điều đối với sự tan biến đó bổn tôn không hề có một hành động ngăn cản chỉ im lặng nhìn lên bầu trời từ trước tới nay ánh mắt hắn vẫn lạnh như băng nhưng vào lúc này lại giống hệ phân thân chỉ có một sự triều mến từ bổn tôn sinh cơ theo một phương pháp đặc biệt chui vào trong thân thể phân thân rồi lại di chuyển vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Từ từ, nguyên anh của Lý Mộ Uyển càng lúc càng rõ ràng, thời gian chậm chậm qua đi, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tới ngày thứ năm, bổn tôn của Vương Lâm không còn có chút ánh sáng. Mái tóc hồng trở nên nhợt nhạt. Sinh cơ tiêu hao mức độ lớn khiến cho bổn tôn có thân thể của thần cũng không thể chịu đựng. Sau khi qua ngày thứ tư, nguyên anh của Lý Mộ Uyển trở nên rõ ràng trong nguyên anh của nàng tràn ngập sức sống tử khí đã hoàn toàn biến mất chỉ có điều sức sống đó sau khi không có sinh cơ của vương lâm dung nhập liền không thể ổn định chưa nói gì tới sự thức tỉnh bốn ngày đó đã là cực hạn ngày thứ năm vương lâm không có cách nào vượt qua lão phu chỉ có thể làm tới bước này sinh cơ của ngươi không đủ nên không thể làm sống lại nguyên anh Tổ tiên của Hướng Gia Bình tĩnh nhìn Vương Lâm rồi lại nằm vào trong quan tài, Cột làng tử khí nổi lên đẩy lý mộ uyển và Vương Lâm ra khỏi thông đạo. Trong quá trình đó, hai tay Vương Lâm lập tức bắt quyết, từng đạo cấm chế bao phủ nguyên anh khiến cho tốc độ tan biến của một chút sức sống đó chậm lại. Trong nháy mắt khi ra khỏi cái khe, hai cặp mắt liền tập trung vào người Vương Lâm. Vào lúc này, Thanh Thủy nhìn thấy Vương Lâm chỉ ngẩn người, trầm mặc không nói. Về phần hướng văn đông như sớm biết sẽ có tình trạng này nên chỉ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi thôi. Vương Lâm trân trọng đặt nguyên anh của Lý Mộ Uyển vào trong túi trữ vật, nhìn Thanh Thủy rồi nói một cách bình tĩnh. Sư Huynh, chúng ta đi thôi. Thanh Thủy than thầm một tiếng rồi phất tay áo, đưa Vương Lâm bay đi. Hướng văn đông nhìn theo hướng Vương Lâm biến mất, mỉm cười lẩm bẩm, hứa một. Tuy lão phu tính kế với ngươi, nhưng lại không có gì giấu giếm. Với sự thông minh của ngươi chắc cũng đã biết được giúp ngươi hồi phục nguyên anh thì trả giá chính là vô số sinh cơ như thế chúng ta không hề thiếu nợ nhau trong tinh không thanh thủy và vương lâm giống như hai chồng sao chổi bay đi sư huynh ngươi cũng biết vật đấy trong lúc phi hành vương lâm chợt mở miệng hắn vỗ vào túi trữ vật nhất thời tị thiên quang bay ra trước mặt thanh thủy dừng lại liếc nhìn tị thiên quang ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt phải một lúc sau hắn trầm giọng nói vật này ta chưa từng thấy nhưng nó có đậm đặc tiên khí thì chắc chắn là vật của tiên giới mặt khác bên trong nó còn có một thứ lực lượng đặc biệt giống như một thứ quy tắc nào đó vật này chắc là dùng để chữa thương phải không nghe thấy ngay cả thanh thủy cũng không biết được vật ấy vương lâm thầm than thu hồi tị thiên quang rồi nói nó đúng là vật để chữa thương nhưng lại không biết phương pháp thanh thủy cũng không hỏi tiếp chỉ nhìn ra xa im lặng một lúc lão chợt nói hứa một Tuy ngươi không bước vào Thăng Tiên Trì nhưng vẫn vượt qua khảo nghiệm. Lần này ta tới Liên Minh nguy hiểm rất nhiều chỉ sợ là không thể cho ngươi đi theo. Vì vậy mà trong tinh vực Liên Minh tất cả ngươi đều phải dựa vào bản thân, Vương Lâm gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm giác không thể nói lên được thành lời, bởi sự kêu gọi của Thiên Đạo đã càng lúc càng rõ ràng, Hô Phong, Hoáng Vũ, Tác Đậu Thành Binh. Ba tiên thuật này ngươi đã có được Hô Phong. Hai tiên thuật còn lại bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Thanh Thủy vừa nói, hai ngón tay khép lại điểm vào mi tâm của Vương Lâm. Nhất thời, một luồng tiên nguyên dung nhập vào trong đầu hắn, cùng lúc đó, trong đầu Vương Lâm lập tức xuất hiện toàn bộ tin tức liên quan tới hoán vũ và tác đậu thành binh. Động tác vừa rồi của Thanh Thủy chính là một sự truyền thừa, truyền thừa hoàn toàn khác với truyền thụ. Chỉ có quan hệ thầy trò mới có thể tiến hành truyền thừa bởi như vậy mới có thể giúp cho tránh được việc tốn thời gian đi theo đường vòng, làm cho người nhận hiểu được sâu nhất, Thanh Thủy nhìn Vương Lâm thầm than trong lòng. Khi mới bắt đầu, hắn đối với Vương Lâm chỉ là báo đáp sư Tôn. Năm đó, tuy sư Tôn chỉ nói đùa, nhưng sau khi hắn tỉnh dậy, chuyện duy nhất có thể báo đáp là làm thế này. Vì vậy mà hắn cũng chẳng để ý tới Vương Lâm nhiều lắm, chỉ vì sư Tôn mà thôi, Vương Lâm không bước vào Thăng Tiên Trì khiến cho Thanh Thủy thất vọng quyết định từ nay về sau Vương Lâm và Sư Tôn hết duyên. Từ bây giờ, không còn chút quan hệ nào nữa và hắn toàn tâm toàn ý tìm kiếm nguyên nhân tiên giới tan vỡ và lý do khiến cho bản thân điên cuồng. Nhưng tất cả khi nhìn thấy Vương Lâm vì một người con gái mà chấp nhận đi tới bước này, bỏ qua toàn bộ sinh cơ làm cho Thanh Thủy như nhớ lại, nhìn Vương Lâm, Thanh Thủy như thấy lại bản thân khi trước, trong lòng cảm giác đau đớn. Hắn không thể nào quên được sau khi tỉnh dậy nhìn thấy một vũng máu tươi và người yêu đang nhắm mắt, cũng vào lúc đó, trái tim của hắn hoàn toàn tan vỡ, cảm giác buồn bã, ánh mắt của Thanh Thủy nhìn Vương Lâm không còn chuyện báo đáp sư tôn mà có một chút gì đó triều mến hơn. Ngươi không bước vào Thăng Tiên Trì nên không thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên thuật. Sư huynh không có gì cho ngươi, chỉ có ngươi một đạo tiên nguyên lực giúp ngươi thi triển tiên thuật, đạo tiên nguyên lực truyền vào cơ thể Vương Lâm thanh thủy không lấy đi mà sau đó được vương lâm vận chuyển biến thành một hạt tiên khí, rơi vào trong nguyên thần của hắn, tiên nguyên lực này có hạn, xem như lễ vật nhỏ của ta đi. Còn có hoán vũ tinh, hai vật này khác nhau nhưng cùng có thể kết hợp để thi triển. Người ở trong liên minh tinh vực, chỉ cần không xa vào cuộc chiến của tu sĩ có đại thần thông thì cũng tự bảo vệ mình. Lúc này, trong đầu Vương Lâm vẫn còn bị hoán vũ cùng với thần thông vải đậu thành binh tràn ngập, đắm chìm bên trong không ngừng chuyển hóa và minh ngộ. Thanh Thủy trầm ngâm một lúc lâu, nhìn Vương Lâm với ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói, sức sống của ngươi hao hụt nhiều lắm, điểm này sư huynh không giúp được ngươi. Thần thông sở tu của ta đều là thuộc chinh chiến, không thể an dưỡng, chỉ có năm đó ở lôi tiên giới, sư tôn truyền thụ cho ta thần thông thôn vệ. thần thông này ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi, giờ ta truyền lại cho ngươi. Thanh Thủy nói xong, dùng tay phải đặt tại mi tâm của Vương Lâm, những gì có liên quan tới thần thông thôn vệ, dũng mãnh đi vào trong đầu Vương Lâm, thuật này tác hại rất lớn. Năm đó, khi truyền cho ta, Tôn Sư cũng rất do dự. Nếu bây giờ ngươi học được cũng phải tránh, nếu không cần thiết thì đừng sử dụng tùy tiện. Thanh Thủy thở dài, nhìn vẻ mặt già nua của Vương Lâm, thu hồi tay phải. Trong lúc đó, bức tranh hiện ra một ký hiệu cực kỳ quỷ dị, ký hiệu này chứa đầy mùi máu tanh, vừa xuất hiện đã làm cho trời đất biến hóa trong nháy mắt, hầu như tất cả bụi bặm cũng đều nhanh chóng bị thổi bay. Chương 886, Tư đồ Nam xuất quang sức sống của ngươi tổn thất quá nặng, ký hiệu này chỉ có thể bảo vệ thêm một chút mà thôi. Thanh Thủy vung tay phải lên, lập tức ký hiệu màu đỏ trực tiếp ấn vào ngực của Vương Lâm, chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy, cơ thể của Vương Lâm chấn động mãnh liệt. Trong phút chốc, sắc mặt từ già nua nhanh chóng phục hồi. Một lúc sau, trừ cái đầu bạc, còn lại tướng mạo đã khôi phục như ban đầu trên cơ thể hắn cuối cùng cũng không còn nhìn thấy sức sống của hắn bị tổn thương toàn bộ được che giấu để bảo vệ ký hiệu này không có tác dụng khôi phục lại không thể sử dụng đối với nguyên anh trong cơ thể nếu không ngươi cũng không bị như thế thanh thủy xoay người hướng về phía tinh không bóng dáng dần dần biến mất sư đệ từ nay về sau tự giải quyết cho tốt phương pháp khôi phục của cực cảnh và thiên kiếp có liên quan với nhau chỉ có điều, nếu tu vi chưa bước vào toái miết, chớ có dựa vào cực cảnh, nhất thiết phải tránh, Thanh Thủy đi rồi, thân thể của Vương Lâm chấn động, khôi phục lại tinh thần. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai, hắn nhìn Thanh Thủy đã đi ra phía xa, thì trầm ngâm một hồi lâu, cảm ơn, Vương Lâm nhẹ giọng, trong lòng có nỗi niềm không nói được, bèn xoay người rời đi, hắn không dùng cái khe của Lôi Tiên Điện để vào Liên Minh Tinh vực, mà cả người dung nhập thiên địa tìm được một tinh cầu tu chân tinh vứt đi bị bỏ hoang gần nhất cẩn thận xem xét sau khi thấy mọi thứ an toàn hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống tạo một động phủ thần thức tản ra tháp sơn bước ra phía sau khoanh chân ngồi ở cửa động bảo vệ vương lâm vỗ túi trữ vật lập tức quả cầu cấm chế phong ấn lý mộ uyển bay ra nằm gọn trong lòng bàn tay hắn nhìn quả cầu cấm chế ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ buồn đau tay trái nhẹ nhàng vuốt ve lập tức quả cầu cấm chế mở ra từng tầng một, bên trong lộ ra nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn còn có một tia sức sống. Uyển Nhi, nếu ta có thể dùng tất cả sức sống còn lại của mình, để có thể đổi lấy cơ hội sống sót cho nàng ta cũng cam lòng. Giọng điệu của Vương Lâm bình tĩnh, nhưng lại lộ một nỗi đau làm người ta chua xót. Nguyên anh Lý Mộ Uyển run rẩy, Nàng không còn khí lực để thức tỉnh. Nhưng lúc này lại có hai hàng nước mắt, lăn dài trên thân thể, là Nguyên Anh nên không có nước mắt khi nước mắt vừa lăn ra lập tức tiêu tan không còn nửa giọt rơi xuống chỉ có điều nó hóa thành nỗi bi thương nồng đậm tràn ngập bốn phía vương lâm kinh ngạc nhìn lý mộ uyển giữa mi tâm của hắn hào quang lóe lên hạt châu thiên nghịch dần dần ngưng tụ hắn đặt nguyên anh của lý mộ uyển vào trong hạt châu thiên nghịch nhưng vương lâm run rẩy khi phát hiện ra trong thiên nghịch sức sống của lý mộ uyển không ngờ còn đang tiêu tan nó tiêu tan dần dần nhưng lại liên tục vương lâm trên mặt lộ ra vẻ chua xót hắn trầm ngâm một lát, rồi quyết định vỗ túi trữ vật, tị thiên quan lập tức biến ảo ra, dừng trước mặt hắn. Vật này giống như một cổ quan tài bằng pha lê, lộ ra từng trận tinh quang, hoặc nhìn cực kỳ rực rỡ, từ bên trong hạt châu thiên nghịch, hắn lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra. Tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn đã quyết định nhưng lúc này lại trở nên trầm ngâm, buông tay hay là không, nhìn thấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang nhanh chóng tiêu tan vương lâm nắm lấy tay nguyên anh của lý mộ uyển kéo vào trong tị thiên quang khi rơi vào trong tị thiên quang lập tức nguyên anh đang khoanh chân liền thay đổi trạng thái chậm rãi nằm xuống vương lâm nhìn không chớp mắt quên hết mọi thứ xung quanh trước mắt hắn chỉ có lý mộ uyển khi lý mộ uyển vừa nằm xuống lập tức trong tị thiên quang hiện ra một cổ sức mạnh kỳ quái lan tràn bao phủ toàn bộ quan tài đồng thời nguyên anh của lý mộ uyển lập tức chấn động không ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ chỉ có điều, đúng lúc này trong cơ thể Lý Mộ Uyển, một chút sức sống lại chạy ra từ trong Nguyên Anh. Dấu hiệu sụp đổ kia chậm rãi bị tiêu tan. Cuối cùng, trong cổ quan tài xuất hiện ánh sáng nhiều màu, lúc này trong tâm trí của Vương Lâm đã trải qua biến hóa mãnh liệt. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, cũng là lúc hắn hiểu được, nếu như Lý Mộ Uyển không có chút nào sức sống, khi đặt vào trong tị thiên quan, tất nhiên sẽ bị sụp đổ quan tài này xem ra có hiệu quả đối với người còn sức sống cho dù chỉ còn lại một chút sức sống vương lâm chăm chú nhìn vào trong quan tài ở đó có nhiều ánh sáng đang lóe ra ngay sau đó một sợi tơ màu đỏ từ nguyên anh của lý mộ uyển biến ảo ra di chuyển rất nhanh hình thành những đường nét cơ bản hình dáng của thân thể lý mộ uyển tiếp đó ánh sáng nhiều màu sắc ở giữa với vô số tinh quang ngưng tụ lại từ hình dáng tơ hồng liền hình thành một bộ khung xương của người con gái bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thân thể của Lý Mộ Uyển chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủn đã ngưng tụ ra. Trong quan tài nàng nằm im lặng như đang ngủ say, thậm chí ngay cả hơi thở cũng đã tồn tại. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, không kìm được nước mắt, Uyển Nhi, chỉ một cái liếc mắt thôi, với Vương Lâm cũng đã cảm thấy ý nghĩa lắm rồi. Ba ngày sau, Vương Lâm mang Lý Mộ Uyển đi ra nơi tu chân tinh vứt đi kia, rồi đi thẳng đến lôi tiên điện, Uyển Nhi, chúng ta về nhà thôi. Giữa tinh không, truyền ra lời nói đầy đau thương sâu nặng của vương lâm nhưng không hề được giải tỏa trong liên minh tinh vực chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã nổi lên một hồi gió tanh mưa máu bắt đầu từ phía tây của liên minh tinh vực đạo quân tu sĩ của la thiên tinh vực nhảy vào tung hoành ngang dọc tấn công và chiếm lĩnh một khối tu chân tinh nên tu sĩ ở phía trong đều bỏ chạy hình như mọi thứ thứ đều đến thời kỳ cuối tu chân liên minh không có hành động gì cũng không có vẻ gì phải lo lắng dường như chỉ đứng nhìn, việc này đối với tu sĩ của La Thiên cũng khiến họ hơi nghi ngờ, không thể xác định thái độ của Liên Minh Tinh vực. Ngay cả trong lòng đám người Viêm Lôi tử cũng chứa đầy sự ngờ vực, nếu sự việc cũng xảy ra ở La Thiên Tinh vực thì Lôi Tiên Điện sẽ tổ chức phản kích, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương xâm nhập vào sâu bên trong, chiếm đóng căn cơ, chờ cơ hội, nếu là ở tu chân Liên Minh thì dù là tu chân tinh thất cấp trở lên, bất luận là thế nào cũng đã ra mặt. Trong Liên Minh Tinh vực những tu chân tinh tu sĩ la thiên chiếm cứ toàn bộ những tu chân quốc lục cấp thất cấp hình như biến mất một nửa bọn họ không thể tìm được cảnh tượng này thật quỷ dị làm cho tu sĩ la thiên càng thêm nghi ngờ mặc dù lúc đầu nhìn bên ngoài thì la thiên tu sĩ có vẻ nở mặt nở mày vô cùng nhưng đối với việc không biết đối phương đang tiến hành phương thức chiến tranh gì khiến cho phần đông lão quái trong đám tu sĩ của la thiên tinh vực trong lòng cảm thấy bất an nhưng đó không phải là điểm quan trọng mà quan trọng là nửa tháng chiến đấu ác liệt ở liên minh tinh vực sức chiến đấu của lục cấp tu chân quốc khiến cho một bộ phận lớn tu sĩ của la thiên có thể nói là bị chấn động loại này giết người cũng rất xảo quyệt cách dùng pháp bảo cũng khó lường v v tất cả khiến cho tu sĩ của la thiên tổn thất không nhỏ nếu khi giao chiến mà đó là tu vi của hai bên là ngang nhau thì tu sĩ la thiên chắc chắn sẽ thất bại điều đó càng làm cho một bộ phận tu sĩ la thiên khiếp sợ tu sĩ liên minh còn lại đều là những tên giết người quyết đoán, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thậm chí còn khiến cho tu sĩ La Thiên có cảm giác như mỗi một tu sĩ này đều đến từ Đông Lâm Tinh. Lúc này, ở phía tây liên minh tinh vực, một tinh cầu tương đối hoang dã, bỗng nhiên phát ra một cổ khí tức ngút trời. Ngay sau đó, toàn bộ trong tinh cầu truyền ra âm thanh nổ ầm ầm, âm, âm thanh cứ vang vọng, điên cuồng truyền ra liên tiếp, cũng may là trên tinh cầu không còn người sinh sống. Nếu không, khi nó nổ vang và chấn động kịch liệt như thế, chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Mặt đất trung chuyển, sông biển đảo lộn, dường như cái chết kề cận. Từ trong tinh cầu, một tiếng cười sảng khoái truyền ra kéo dài, kèm theo đó là tinh cầu nổ càng dữ dội, lão tử xuất quan. Tê tiểu nương tử phượng loan tinh, bắt lão tử chờ đợi. Lúc đó còn ép lão tử phải bế quan một thời gian dài như thế, để lão tử phải trốn đông, trốn tây, phải tới một địa phương mà đến chim cũng chẳng thèm ỉa. Ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo, hóa thành một tiếng rít gào, lan tỏa khắp đất trời. Cùng lúc đó, bên trong tinh cầu, bỗng nhiên lao ra một bóng người, người này quần áo rách nát, làn da ngăm đen, cực kỳ dơ bẩn, lôi thôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời như mặt trời, tỏa ra một cổ hàng quang quái dị chấn nhiếp tâm hồn người khác, người này một mạch lao ra, tiếng nổ cũng gầm vang theo một sức mạnh khổng lồ xuất hiện tại tinh cầu. Dường như không chịu nổi, một mảng lớn tinh cầu lập tức sụp đổ, lão tử không còn nhớ rõ là lần này bị giam cầm đã bao lâu. Đáng thương cho lão tử cho nhóm vương phi của lão tử, nhiều năm như vậy chắc đến bây giờ cũng đã chết hết. Lão tử lần này thực sự nổi giận. Lão tử tu luyện một mạch đạt đến tịnh Niết Sơ Kỳ rồi, tới phương loan tinh làm vương gia thôi, người mắng to ầm ỉ. Dường như muốn đem ác khí mà hắn tích trữ những năm gần đây xuất ra toàn bộ. Chương 887, Chu Tức Tinh. Bên trong tinh không của Liên Minh Tinh vực, Vương Lâm mái đầu bạc trắng, lạnh lùng nhìn về phía trước, chậm rãi tiến lên từng bước một. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng mỗi lần bước ra đều xuất hiện sóng gợn quanh quẩn bên dưới, vượt qua khoảng cách cực xa, nhìn tinh không xung quanh lộ ra đôi chút quen thuộc, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường. Hắn đã rời đi rất lâu, khi rời đi hắn mới chỉ là vấn đỉnh kỳ nhưng khi trở về đã là khuy niết rồi thiên vận tử lăng thiên hầu vương lâm ta đã trở lại ánh mắt vương lâm lộ ra tinh quang trong túi trữ vật của hắn còn có chìa khóa để tiến vào động phủ ngầm trong yêu linh chi địa nó vẫn được vương lâm giữ gìn cẩn thận năm đó tu vi của vương lâm không tính là gì trong liên minh tinh vực tiếp xúc cao nhất cũng chỉ đến mức độ thất cấp tu chân quốc mà thôi nhưng hiện tại hắn đã là tu sĩ khuy niết kỳ dù là trong la thiên tinh vực cũng đã được một số lão quái coi trọng lần này trở lại liên minh tinh vực nếu hắn muốn có thể nhấc lên một hồi phong bạo chỉ có điều vương lâm rất rõ ràng liên minh tinh vực không hề như la thiên tinh vực mà quá thâm sâu lần chiến tranh giữa la thiên tinh vực và liên minh tinh vực này nhất định phải cẩn thận không thể dễ dàng bị cuốn vào giữa được đôi mắt của vương lâm chợt lóe lên quyết định trước hết chỉ có quan vọng sau khi về tới liên minh tinh vực tính cách cẩn thận năm đó của vương lâm lần nữa mạnh mẽ tái hiện sâu trong tâm khảm hắn biết rằng tu sĩ của liên minh tinh vực nhất là những lão già tu vi từ vấn đỉnh trở lên đều rất cáo già càng không cần phải nói đến những người có tu vi tương đương với hắn nếu một chút không cẩn thận sợ là bị người ta nắm lấy thắt lưng kéo vào mà cũng không tự biết nơi đây cũng không phải là la thiên tinh vực hình thức tu luyện theo gia tộc mà là thế giới tu chân tàn khốc cá lớn nuốt cá bé chọn lọc tự nhiên tuy nhiên với tu vi hiện tại của ta sau khi hợp thể với bản tôn thì trong liên minh tinh vực này cũng không cần sợ bóng sợ gió ánh mắt vương lâm lóe ra hàng quan sau khi trở lại liên minh tinh vực vương lâm liền thông qua liên hệ với bản tôn để biết được chính xác phương bị của nhau trong khi bước chân đi về phía trước thần thức của vương lâm tản ra tràn ngập bốn phía không lâu sau thần sắc của hắn hơi đổi dọc theo đường đi hắn đã luôn không ngừng tìm kiếm những tinh cầu hoang dã không có người ở lúc này hắn rốt cục cũng đã tìm được sóng gợn dưới chân xuất hiện thân mình vương lâm dung hợp vào thiên địa biến mất lúc hiện ra đã xuất hiện ở một tinh cầu hoang dã không có người ở trên tinh cầu này linh lực không nhiều lắm nhưng trên mặt đất đầy cây cỏ dồi dào sức sống đưa mắt nhìn ra tinh cầu hoang dã này hoàn toàn tràn ngập cây cuối trước đó khi hắn biết rằng muốn cứu sống lý mộ uyển thì cần phải tiêu hao sức sống thì không chút do dự lựa chọn đổi sức sống để đổi lấy thất tịch thuật dù sao chờ đợi cả trăm năm lúc này đây mới có một cơ hội duy nhất hắn không thể từ bỏ được muốn thử xem sẽ thành công hay thất bại thành công chính là lý mộ uyển tuy không sống lại nhưng có thân thể có hy vọng tuy nói sức sống của vương lâm sẽ tiêu hao tuyệt đại bộ phận nhưng đối với sức sống hắn cũng có tính toán khác ngay cả thanh thủy đều không ngờ Vương Lâm còn có hậu thủ mà nói ra phù văn có tác dụng che giấu sức sống. Lúc này đây, ngoại trừ mái đầu bạc thì tướng mạo của Vương Lâm không có chút nào già nua. Nhưng thực tế nếu phá bỏ phù văn này, thì hiện giờ hắn cũng tan thương như lão già ngàn năm tuổi, loại cảm giác thiên đạo luân hồi triệu hoáng lại càng thêm rõ ràng. Chỉ là, hết thảy thần sắc của Vương Lâm không có gì biến hóa. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, dừng lại trên tinh cầu tràn ngập sức sống này nháy mắt khi hai chân vương lâm hạ xuống, hắn thở sâu, khoanh chân ngồi trên mặt đất, phía sau hắn, tháp sơn bước ra, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, hai mắt lóe ra hàng quan chăm chú nhìn bốn phía. Nếu có chút gió lay cỏ động nào gây bất lợi cho vương lâm, hắn sẽ lập tức ra tay, thở thật sâu một hơi, vương lâm nâng tay phải lên bóp quyết, lập tức một cổ hắc mang ngưng tụ trên đầu ngón trỏ. Hắc mang này lúc đầu chưa nồng đậm nhưng một lát sau liền có một loại lực lượng có thể chấn nhiếp nhân tâm tịch diệt chỉ, Vương Lâm nhìn hắc mang trên đầu ngón trỏ. Năm đó, sau khi hắn thấy được bước thứ ba, phân tích thì thấy nếu thi triển pháp thuật này lâu dài thì không có lợi cho việc hồi quy bổn nguyên cho nên đã từ bỏ nó. Nhưng sau khi nghe hướng Vân Đông nói nếu muốn cứu Lý Mộ Uyển cần tiêu hao đại lượng sức sống của chính mình thì trong đầu Vương Lâm lập tức nhớ tới tịch diệt chỉ. Thần thông này lấy một loại phương thức cực kỳ bá đạo, cắn nuốt sức sống của vạn vật cho chính mình sử dụng. Sau khi dung nhập toàn thân, hóa thành một kích sắc bén, hết thảy sức sống sẽ tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, đầu ngón tay phải chậm rãi điểm về phía dưới, bỗng nhiên ấn tại mặt đất trước người. Trong nháy mắt này, lập tức hắc mang hình thành nên một vòng tròn, lấy Vương Lâm làm trung tâm hướng về bốn phía khoách tán ra, gần như chỉ trong chốc lát, hắc mang tràn ngập mặt đất trong phạm vi cả ngàn dặm, bao trùm mặt đất. Trong phạm vi này, những cây đại thụ ngàn năm dần dần héo rũ, lá cây nhanh chóng khô nứt, cuối cùng vịt một tiếng, hóa thành bụi phấn biến mất, ngay cả những lá cây rơi xuống trong lúc này cũng tiêu tan. Chỉ còn một đoàn bạch khí khi những cây đại thụ sụp đổ thì phiêu tán ra, đột nhiên lập tức ngưng tụ về phía vương lâm. Không chỉ có những cây đại thụ, ngay cả những cây cỏ trên mặt đất đều ở khoảnh khắc khi hắc mang quét qua lập tức héo rũ, toàn bộ sức sống bị rút ra, hóa thành bạch khí, ngưng tụ về chỗ vương lâm, gần như chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ sinh linh đều tịch diệt chỉ có sức sống bay lên nếu là từ trên trời cao nhìn xuống phía dưới thì lập tức nhìn ra điều quỷ dị này ở một nơi rất xa đây là một tinh cầu bán hoang phế linh lực trên tu chân tinh này không đậm đặc bên ngoài tu chân tinh lúc này có mấy đạo kiếm quan bay lượn đứng trên mỗi đạo kiếm quan đều có một tu sĩ những người này sắc mặt đều rất âm trầm hàng quan lóe ra trong mắt khi vần quanh tinh cầu này thì thần thức không ngừng tản ra chặt chẽ quan sát bốn phía một cổ khí tức áp bách không ngừng tràn ra, những tu sĩ đứng trên kiếm quan này tu vi cũng không cao, chỉ có anh biến kỳ mà thôi. Nhưng sát khí lộ ra trên người bọn họ cũng rất sâu đậm. Lúc vần quanh bên ngoài tinh cầu, tuy thần thức tản ra quan sát xung quanh nhưng bên trong đôi mắt bọn họ đều có thể nhìn ra một tia lo lắng. Không lâu sau, một đạo kiếm quan từ tu chân tinh bán hoang phế kia bay ra. Bên trên đạo kiếm quan này có một lão phụ nhân đang đứng, trên mặt bà có nhiều nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra khi còn trẻ tuổi tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần. Nếu Vương Lâm nhìn thấy bà chắc chắn nhận ra bà có chút quen mắt, thần sắc của lão phụ nhân này cũng ưu sầu. Sau khi bay ra lập tức có tu sĩ tới gần, cung kính nói, tham kiến bạch tuyết sư thúc, lão phụ nhân hơi gật đầu, nhìn tin không xa xa nói, các ngươi cẩn thận một chút, nếu có gì dị thường nhất định phải sớm bẩm báo. Lúc này chiến loạn, chu tức tinh ta quá gần với tu sĩ của viêm ly la thiên tinh vực, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Lão phụ nhân thầm than, đang muốn nói tiếp thì thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn chầm chầm vào phía tinh không phía trước. Biến hóa của lão lập tức khiến cho những tu sĩ xung quanh chú ý, đều nhìn lên, vừa thấy, sắc mặt của cả đám lập tức trở nên tái nhợt, nhưng lập tức ngưng tụ một cổ sát khí ngập trời, tinh không xa xa, đạo đạo kiếm quang gào rít, tạo thành một đội ngũ ước chừng có mấy trăm tu sĩ, lao thẳng tới chu tước tinh đi đầu là một đồng tử đầu to. Hắn chấp hai tay sau lưng, đạp trên tinh không, khuôn mặt lộ ra một nụ cười ngu ngốc. Tên đồng tử đầu to này đã sớm nhìn thấy được tu chân tinh bán hoang phế kia. Loại tu chân tinh trình độ này, với trải qua mấy hôm vừa qua, hắn biết rằng sẽ ứng với một lục cấp tu chân quốc. Với tu vi của hắn, căn bản là hắn không thèm để lục cấp tu chân quốc vào mắt. Càng không cần phải nói mấy trang tu sĩ la thiên tinh vực phía sau hắn, đến nơi này chẳng qua chỉ là đồ tin mà thôi nhiệm vụ chân chính của hắn là làm tu sĩ tiên phong tiến vào liên minh nam vực để tra xét tình huống theo khoảng cách chậm rãi rút ngắn lão phụ nhân bên ngoài chu tước tinh sắc mặt âm trầm không nói hai lời lập tức lui về phía sau lui theo về còn có những tu sĩ xung quanh những người này đều thi triển tốc độ nhanh nhất trong tiếng xé gió của kiếm quan bay vào trong chu tức tinh thấy một màn này tên đồng tử đầu to cười vang lên biểu tình đần độn trên mặt càng rõ hơn. Không chỉ có hắn, ngay cả đám tu sĩ la thiên tinh vực phía sau hắn cũng cười ha hả. Dưới con mắt bọn họ, loại tu chân tinh trình độ này thực sự quá yếu. Tùy tiện một âm hư tu sĩ nào bước vào tu chân tinh này đều có thể đồ diệt toàn tinh. Tiên sử, tinh cầu này để cho huynh đệ hai người tại hạ giải quyết đi. Phía sau đồng tử đầu to, một nam tử trung niên đi ra. Tu vi của người này vẫn chưa tới cảnh giới âm hư, chỉ là vấn đỉnh đại viên mãn. Sau khi bước ra, hắn nhìn về đồng tử đầu to cực kỳ cung kính. Chương 888, pho tượng Vương Lâm, bên cạnh tu sĩ trung niên này cũng đi ra một người, tướng mạo của hai người này khá giống nhau. Đồng tử đầu to nhìn lướt qua Chu Tức Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Với tu vi của hắn, muốn tiêu diệt tinh cầu này quả thật rất đơn giản, lúc này nghe thế mở miệng nói, cho các ngươi thời gian một nén hương, giết sạch toàn bộ tu sĩ nơi này cho ta. Huynh đệ hai người này cười lên ha hả, trong đó một người cười nói, tiên sử yên tâm, tu chân tinh bậc này không cần đến một nén hương, chỉ cần nửa thời gian ấy là đủ rồi. Nói xong, hắn mang theo nụ cười độc ác, tiến tới phía trước hóa thành sao băng, ầm ầm lao thẳng về phía chu tước tinh. Phía sau hắn, người huynh đệ của hắn cũng lộ ra thần sắc đầy sát khí. Tốc độ hai người cực nhanh, nháy mắt đã đột phá tầng cương phong bên ngoài tinh cầu, trực tiếp lao vào trên chu tước tinh. Chu Vũ Thái đứng trên đỉnh Chu Tước Sơn, ánh mắt như điện một cổ khí tức vô biên điên cuồng vận chuyển trong cơ thể. Trước người hắn, một thanh kiếm dài mỏng bay lượn. Hắn lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, thần sắc kiên định, phía sau hắn có một đám tu sĩ đứng thẳng, trầm mặt. Trong số những tu sĩ này không hề thiếu những người mà năm đó Vương Lâm từng gặp qua. Lúc này, mấy trăm năm đã trôi qua, những người này tu vi đều đã tăng tiến. Lão phụ nhân Bạch Tuyết lúc này cũng hóa thành một đạo kiếm quan từ giữa không trung hạ xuống bà thân là trưởng lão nhân tiên đạo, Chu Tức Tinh chính là nhà của bà, bất kể thế nào cũng muốn bảo vệ. Đáng nói tới trong đó có một lão già tiên phong đạo cốt, mặc một bộ hoàng bào, sau lưng còn có một thanh trường kiếm. Chỗ của hắn tương đối xa phía sau, hiển nhiên trong số những người này thì hắn còn chưa đủ tư cách đứng lên đầu. Bộ dáng của hắn, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn nhận ra người này chính là trường môn của hàng nhạc phái năm đó, Hoàng Long chân nhân. Lúc này, thần sắc của hắn cực kỳ ngưng trọng, nhìn không ra nửa điểm giả dối. Chỉ có điều, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia suy nghĩ nhưng không có bất cứ kẻ nào có thể nhìn ra. Vương Lâm đạo hữu đem danh hiệu Chu Tước Tử nhường cho Chu Mỗ, Chu Mỗ đã lập lời thề cùng tồn vong với Chu Tước Tinh. Hôm nay đối đầu với đại địch, dù Chu Mỗ có tan xương nát thịt cũng không lùi lại nửa bước, phía sau Chu Vũ Thái cũng có hai tu sĩ vấn đỉnh. Hai người này cũng đều đã già cả, nếu Vương Lâm lúc này ở đây nhất định nhận ra thân phận bọn họ hai người này nhìn thoáng sang nhau thở dài trong mắt cũng hiện lên vẻ kiên định lúc này có trốn cũng không thoát đây là một trận chiến không bình thường mà là chiến tranh giữa hai tinh vực điểm này dĩ nhiên bọn họ đã được tu chân liên minh thông báo tin tức từ trước đối mặt với hết thảy điều này bọn họ cũng có hậu thủ nếu không sợ là chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ trong một chỗ ở nửa tinh cầu bên kia vân tức tử từ mấy trăm năm bế quan mở hai mắt ra Tướng mạo của lão càng thêm già nua, phù văn trên mi tâm không ngừng lóe lên. Sau khi đứng dậy, lão bước về phía trước một bước liền xuất hiện ở giữa không trung, nhìn về xa xa phía trước, phía sau hắn, một đám tộc nhân của Tiên Di tộc cũng đã tập hợp, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đồng thời lúc này trên Chu Tức Tinh, một số tu sĩ không màng thế sự cũng đều đi ra nhìn lên không trung, một cổ áp lực nặng nề lan ra khắp thiên địa, dưới áp lực này như là có vô số những ngọn núi từ trên trời giáng xuống bất kỳ ai cũng có thể bị đè nát. Bên trong Vân Thiên Tông, Tôn Thái dĩ nhiên đã nhiều tuổi, đôi mắt u ám, tử khí lượng lờ toàn thân. Tuổi thọ của hắn đã tận, lúc này cũng dãy dụa đứng ở trên quảng trường của Vân Thiên Tông, nhìn chầm chầm vào hư không, không thốt ra từ nào. Giờ phút này, toàn bộ tu sĩ có mặt trên chu tức tinh đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tu sĩ của các tông phái ngũ cấp tu chân quốc, tứ cấp tu chân quốc, tam cấp tu chân quốc thần sắc đều ngưng trọng. Một cổ sinh tử nguy cơ, một kiếp nạn diệt tinh chu tức tinh theo hai đạo lưu tinh từ giữa không trung giáng xuống, hai đạo lưu tinh kia đúng là hai huynh đệ đến từ La Thiên Tinh vực, khoảnh khắc khi hai huynh đệ này tiến đến liền điên cuồng cười lớn. Tiếng cười này cực kỳ kiêu ngạo. Hai người hắn đúng là có tư cách này. Tu vi vấn đỉnh đại viên mãn ở Chu Tức Tinh này đã tuyệt đối thuộc loại cường giả đứng đầu, hơn nữa bọn họ có hai người, do đó hình thành một lực lượng cực kỳ cường đại tu chân tinh bỏ đi bậc này nhưng cũng tồn tại nhiều tu sĩ như thế. Trong La Thiên Tinh vực ta, tinh cầu này căn bản là không có người chiếm cứ. Liên Minh Tinh vực cũng thường thôi, trong tiếng cuồng tiếu này, một người điên cuồng tán phát ra tu vi toàn thân, thần thức như một cơn phong bão quét ngang cả Chu Tức Tinh, trong nháy mắt này, những cường giả trong Chu Tức Tinh, đám người Chu Vũ Thái, Vân Tức Tử và mấy tu sĩ vấn đỉnh lập tức từ dưới đất bay lên, chuẩn bị đại chiến. Nhưng đúng lúc thần thức của La Thiên Tinh vực kia tản ra, nháy mắt khi đảo qua Vân Thiên Tông, cả người hắn như bị điện giật, phản phất như có hơn 10 vạn tiếng sấm đánh đồng thời vang lên bên tai, hóa thành tiếng sấm ầm ầm, không ngờ suýt nữa khiến hắn đứng còn không vững, kịch liệt rung động, hai mắt hắn đột ngột mở to ra, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, thậm chí còn có một cổ sợ hãi điên cuồng lan tỏa toàn thân, đây là, là 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 là, trên sơn môn của Vân Thiên Tông có một pho tượng thật lớn đứng sừng sững pho tượng này chính là điêu khắc vương lâm bức tượng này khắc cực kỳ giống triệt để đem toàn bộ bộ dáng của vương lâm khắc họa nên nhất là đôi mắt băng hàng lại có ba phần thần thái tu sĩ la thiên còn lại nhìn thấy biểu tình tộc huynh của mình như thế thần thức tản ra lập tức tập trung ở pho tượng trên vân thiên tông cả người hắn cũng đột nhiên run rẩy vẻ hoảng sợ trong mắt còn nồng đập gấp trăm lần so với tộc huynh của mình ma ma đạo tử hứa một nháy mắt da đầu hai người này rung lên trái tim đập thình thịch kinh nghi nhìn nhau một lúc đều thấy được vẻ khủng hoảng trong ánh mắt đối phương đại danh ma đạo tử hứa một ở la thiên tinh vực quả thực quá nổi tiếng nhất là phong tiên nhất dịch đạt được chính phẩm lôi tiên hiệu lệnh ba nghìn tu sĩ loại uy danh này loại khí thế này cũng không phải người thường có thể dễ dàng có được đừng nói huynh đệ hai người bọn họ cho dù là lão tổ của gia tộc bọn họ khi thấy ma đạo tử cũng phải cung kính thậm chí ngay cả đồng tử đầu to dẫn đầu đội tiên phong này sợ là cũng phải tâm thần kịch chấn đáy lòng hai người thầm kêu khổ cũng không còn nửa điểm sát khí và kiêu ngạo nữa nội tâm hai người khủng hoảng buộc hai người phải nhanh chóng lao ra không chút do dự chạy trối chết bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa của năm chữ ma đạo tử hứa một trong la thiên tinh vực đại biểu cho giết chóc và máu tanh đối địch với người này chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ sư đệ của thanh thủy tiên quân chính phẩm lôi tiên đệ nhất nhân trong đám tu sĩ tiểu bối của La Thiên Tinh Vực, bị vô số tu chân gia tộc và diêu gia đuổi giết, ngược lại còn bị thiệt hại nghiêm trọng ma đạo tử hứa một, tùy ý với một danh xưng nào đều có thể khiến cho hai huynh đệ bọn họ chết vô số lần. Lúc này thậm chí bọn họ cũng không có chút tâm trí để tra hỏi, hồn bay phách lạc. Duy nhất một ý niệm trong lòng bọn họ là nhanh chóng ly khai. Lấy nhãn lực của hai người bọn họ tất nhiên sẽ không nhìn lầm. pho tượng kia chính là hứa một. Mặc dù đảm lượng của hai người bọn hắn có lớn hơn nữa cũng không dám đi trêu chọc hứa một. Về phần vì sao pho tượng của hứa một xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa rõ ràng là được người ta cung phụng, hai người không muốn biết, cũng không nguyện biết, thậm chí lúc này đáy lòng của bọn chúng hối hận ngập trời. Nếu là sớm biết như thế, bọn họ tuyệt sẽ không mạo mụi xuất đầu. Loại chuyện này tất nhiên là đã đắc tội với hứa một, huynh đệ hai người này nhanh chóng ly khai khiến cho những tu sĩ trên chu tước tinh rất ngạc nhiên nhất là đám người Chu Vũ Thái, vốn đã chuẩn bị ác chiến một phen. Cảnh tượng đối nghịch này khiến cho bọn hắn không khỏi ngẩn ra, không chỉ có bọn hắn, ngay cả chỗ tiên di tộc, Vân Tức Tử cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Thiên Tông. Trong Chu Tức Tinh, có thể nói Vân Tức Tử là người có tư cách đứng đầu, sau mấy trăm năm bế quan, tu vi tinh tiến không ít, vừa rồi thần thức của hai tu sĩ La Thiên Tinh vực đúng là ở khoảnh khắc quét tới Vân Thiên Tông mới xuất hiện một cảnh tượng như thế. Vân Thiên Tông, có thứ gì mà không ngờ trực tiếp dọa cho hai tên vấn đỉnh đại viên mãn phải bỏ chạy. Hơn nữa, xem biểu tình của hai cường nhân này thì gần như là chạy trối chết. Vân Tức Tử tận mắt nhìn thấy bộ dáng cực kỳ kinh hoảng của hai tu sĩ đại thần thông kia, nội tâm cực kỳ kinh ngạc, thần thức hắn đảo qua Vân Thiên Tông, đột nhiên tập trung ở pho tượng thật lớn của Vương Lâm. Chương 889, trở về, hay là, Vân Tức Tử mạnh mẽ trợn hai mắt lên, trong lòng có cảm giác không tin được đồng dạng chú ý đến điểm này còn có chu vũ thái hạng người lão quái như lão vốn cực kỳ nhạy bén lúc này hơi trầm ngâm một lát liền phát giác có vấn đề từng đạo thần thức trong thời gian ngắn tràn ngập tập trung vào vân thiên tông công thái nhìn pho tượng vương lâm ánh mắt hiện ra quan mang phấn chấn lẩm bẩm nói ân công nhất định nguyên nhân là ân công lại nói hai người huynh đệ đến từ la thiên tinh vực chúng mang theo sự kinh hoảng lập tức bay ra khỏi chu tước tinh liền thấy được đồng tử đầu to cùng với rất đông tu sĩ ở phía xa xa, vốn đang nhắm mắt lại, đồng tử đầu to lúc này phải mở hai mắt ra, nhăn mày bình tĩnh hỏi, xuất hiện vấn đề gì, trên tinh cầu hoang dã kia, nơi vương lâm đang ngồi, phạm vi 10.000 dặm là một mảnh khô héo, nơi nơi nước nẻ, toàn bộ sức sống đã bị vương lâm cắn nuốt sạch sẽ, thân thể hắn đã nhanh chóng biến hóa. Với việc không ngừng hấp thu sức sống vô biên, dần dần tướng mạo của hắn đã khôi phục như cũ, nhanh chóng bù lại sức sống cho cơ thể, mở hai mắt ra, trong mắt Vương Lâm lóe ra lôi ý, hắn thở sâu, lẩm bẩm nói, dựa vào tịch diệt chỉ để khôi phục sức sống cũng có mặt trái, trầm ngâm một lúc, Vương Lâm đứng lên, bước ra một bước, thoát ra khỏi tinh cầu hoang dã này. Tháp sơn bên người hắn cũng nhoán lên, dung nhập vào trong thân mình Vương Lâm biến mất, chu tức tinh, dưới chân Vương Lâm hiện lên sóng gợn, ở trong tinh không dung nhập vào thiên địa, bên ngoài chu tức tinh, Câu hỏi của đồng tử đầu to rơi vào trong tai hai tu sĩ la thiên tinh vực, tiên sử, trong tu chân tinh này chúng ta thấy được một pho tượng, hai tu sĩ này áp chết sự kinh hoảng trong lòng, một người trong đó lập tức nói, bảo các ngươi đi đồ tinh chứ không phải đi nhìn một pho tượng, đồng tử đầu to trực tiếp cắt ngang lời đối phương, hàng quan trong mắt lóe lên. Dù trên mặt vẫn có nụ cười ngu đần nhưng trong đó cũng lóe ra sát khí, tu sĩ kia đang muốn nói tiếp thì tộc huynh bên cạnh kéo hắn một cái, nhìn về phía đồng tử đầu to này cung kính nói, tiên sử đại nhân, ngươi tự mình nhìn qua một chút liền biết vì sao mà hai chúng ta phải quay lại. Nói xong hắn không nhìn về phía đồng tử đầu to này nữa mà kéo tộc đệ của mình về trong đội ngũ tu sĩ. Đồng tử đầu to âm trầm liếc mắt nhìn hai người này một cái, rồi bước chân tiến thẳng về phía chu tức tinh. Nguyên với một tu chân tinh như thế thì hắn cũng xem thường không muốn vào, dọc đường đi, phàm là gặp tu chân tinh bán hoang phế, thường đều là những tu sĩ dưới tay đi lên đồ sát sạch sẽ, hắn sẽ lập tức rời đi. Trong mắt hắn, chỉ có thất cấp tu chân tinh thì mới là nơi khiến hắn phải thi triển thần thông. Đáng tiếc cho tới lúc này vẫn không gặp được một thất cấp tu chân tinh nào. Ta muốn nhìn tu chân tinh bỏ đi này có gì mà có thể đuổi đi hai tu sĩ vấn đỉnh đại viên mãn. Trong tiếng hừ lạnh, đồng tử đầu to chưa tới gần thần thức đã tản ra. Tu vi của hắn đã đạt tới khuy niết sơ kỳ, lại lựa chọn tiến vào thăng tiên trì, Hóa đi ý cảnh, có được tiên nguyên, hắn âm thầm thi triển quá vài loại tiên thuật, loại uy lực này khiến hắn cực kỳ kinh hỉ, lúc này đây, thần thức của hắn tản ra, hóa thành một cơn phong bạo, trong thời gian ngắn quét ngang cả chu tức tinh. Thần thức của hắn quá mạnh mẽ, lúc này giáng xuống lập tức dẫn tới một cổ phong ba trước nay chưa từng có trên chu tức tinh, nhiều ngọn núi phút chốc đã rầm rầm sụp đổ, trường gian và hoàng hà lại như sôi trào lên, nhấc lên sóng gió ngập trời. Tất cả tu sĩ trên chu tức tinh trong nháy mắt này dường như đều có cảm giác đáng sợ như vạn sơn áp đỉnh. Thần thức này lại hết sức tràn ra, hóa thành vô số tiếng sấm đánh ầm ầm, điên cuồng vang vọng, hình thành một hồi âm bạo tràn ngập, khiến cho chu tức tinh phản phất như lâm vào ngày tận thế. Thần thức cuồng bạo hóa thành một tảng lớn mây đen, bao phủ khắp thiên địa, hung hăng áp xuống dưới. Mấy tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh lập tức thân mình kịch chấn, nguyên thần dường như phải sụp đổ còn những tu sĩ anh biến lập tức phun ra máu tươi, thân mình lập tức trở nên uể oải, những tu sĩ kết đan kỳ thân thể lại rung lên, kim đan trong cơ thể lập tức xuất hiện những cái khe nứt. Cả đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng, những tu sĩ tu vi ở trúc cơ và luyện khí kỳ trực tiếp toàn thân tuôn ra sương máu, té trên mặt đất, tu sĩ còn như thế huống gì phàm nhân. Toàn bộ phàm nhân trên chu tức tinh nháy mắt đã toàn bộ hôn mê, trong đầu chỉ có âm thanh ầm ầm quanh quẩn một khắc kia, cả chu tước tinh lâm vào yên tĩnh. Tên đồng tử đầu to này không muốn giết hại phàm nhân nếu không chỉ cần thần thức đảo qua lập tức khiến toàn bộ sinh tinh tịch diệt. Dưới thần thức này chỉ có mấy người là vẫn cố gắng giải dụa. Chu Vũ Thái có huyết mạch thanh long, lại kế thừa vấn đỉnh chi tinh. Dưới âm thanh gầm rống này, trên thân thể lập tức lóe ra một phiến thanh quang, hóa thành thanh lân. Trong cơ thể lão bột phát ra một cổ khí tức cường đại. Trên đầu lão có một con thanh long trăm trượng biến ảo ra, trực tiếp hướng về phía chân trời gầm rít, toàn bộ phù văn tràn ngập trên người vân tước tử. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên mặt nổi lên cả gân xanh. Giờ phút này hắn giống như có ảo giác đang đối mặt với cả thiên địa. Coi như trong thần thức này có một cổ ý niệm muốn cho hắn phải khuất phục, loại cảm giác này hắn chưa từng thể hội quá, phản phất ý niệm này xuất phát từ lạc ấn ở sâu trong linh hồn dâng lên. Vân tước tử mặc dù già nua nhưng lúc này cũng gầm lên giận dữ, lập tức ở giữa hư không một hư ảnh đại thủ che trời trực tiếp biến ảo ra. Một cổ khí tức cường đại trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Hắn ở dưới áp lực khủng bố này có đột phá, một tiếng hừ lạnh từ giữa không trung truyền ra, thanh âm này xuất hiện lập tức nhấc lên âm bạo ầm ầm. Đại địa rung chuyển, thiên địa dường như nghịch chuyển, thân mình vân tước tử rung rẩy, phun ra một nguồn máu tươi. Tất cả các phù văn bên ngoài cơ thể nháy mắt đã sụp đổ. Trên mặt lão lộ ra vẻ cười thảm. Phù văn sụp đổ không phải là do lực lượng của đối phương mà là do một cổ ý niệm khiến cho ý niệm của hắn bị khuất phục, đồng tử đầu to thần sắc bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng chậm rãi hạ xuống. Thanh phong thổi tới nhưng ở trăm trượng bên ngoài thân thể hắn lập tức đổi chiều, phản phất như rung lên không dám tiếp cận, tu vi cường đại đến độ những tu sĩ trên chu tức tinh cũng không thể tưởng tượng được theo đồng tử đầu to hạ xuống không ngừng tản ra, tất cả những tên trên tinh cầu bỏ đi này đều là một đám rác rưởi. Dưới thiên đạo thì lưu các ngươi lại có ích gì? May mà gặp bản tiên, liền thành toàn cho các ngươi, đồng tử đầu to nói xong, tay phải nâng lên tùy ý chỉ ra phía xa xa, một chỉ này chỉ ra trong thời gian ngắn, tiên khí nồng đậm liền tràn ngập, điên cùng hóa thành một đạo kim quang. Tiên khí bên ngoài đạo kim quang này ẩn chứa chưa một thần thông tiên thuật đáng sợ, ở xa xa, Thanh Long do Chu Vũ Thái biến ảo ra lập tức bị một chỉ tiên thuật này xuyên thấu, từng trận gầm rống thể thảm quanh quẩn. Con Thanh Long thủ hộ Chu Tức Tinh này mang theo một tia không cam lòng băng toái, thân mình Chu Vũ Thái chấn động, phun ra máu tươi nhưng hai mắt vẫn tràn ngập chiến ý, đúng lúc này thân mình của đồng tử đầu to hơi dừng một chút, thần thức buông ra cố ý tìm kiếm pho tượng kia. Lúc này đây, tại bên trong sơn môn của một tông phái hắn thấy được một pho tượng khổng lồ, nháy mắt khi nhìn thấy pho tượng này với định lực của đồng tử đầu to cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây, đây, thân mình hắn chấn động, gần như theo bản năng lui về sau mấy bước, tinh đập nhanh lên, sắc mặt nháy mắt biến hóa. Bất kể thế nào hắn cũng không ngờ tới, ở trong này có thể thấy được pho tượng của hứa một, hứa một mang cho hắn là một hồi ác mộng. Dưới thần thông lôi thuật, bên trong nhất tuyến thiên hắn căn bản không có chút lực hoàng thủ, lập tức phải chết đến nay vẫn làm cho da đầu hắn rung lên, tâm thần run rẩy. thậm chí sau đó, dù hắn tiến nhập thăng thiên trì cũng không dám chút nào đi treo chọc hứa một. Mỗi lần nghĩ đến thần thông cường đại đến độ khó tin của người này, hắn đã sợ đến không ngừng run rẩy. lúc này đây, hít thở sâu một hơi, thân mình hắn nhán lên, phút chốc biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra đã ở bên ngoài Vân Thiên Tông. Hắn nhìn chầm chầm vào pho tượng của Vương Lâm, càng nhìn hắn càng thấy kinh hãi càng nhìn tâm thần hắn càng chấn động, ma đạo tử hứa một, sắc mặt của đồng tử đầu to tái nhợt, nhìn chầm chầm pho tượng. Hắn triệt để xác định pho tượng này tuyệt đối chính là hứa một, dù sau hắn chết trong tay hứa một một lần, đối với bộ dáng của hứa một dĩ nhiên đã khắc cốt ghi tâm, ngơ ngác nhìn pho tượng, đồng tử đầu to dĩ nhiên đã hiểu ra hai tu sĩ la thiên kia vì sao mà bị dọa cho kinh hoàng bỏ chạy. Quy danh của hứa một thật sự quá lớn, Lúc này đây trong lòng hắn không khỏi dâng lên ý niệm thối lui cũng, Thiếp Nham khoanh chân ngồi ở dưới chân pho tượng giữa quảng trường, nhìn chằm chằm vào đồng tử đầu to, không ngừng cười lạnh. Bên trên, Vân Tức Tử vốn bị trọng thương lúc này ánh mắt cũng bắn ra tinh quang, thần thức của hắn dĩ nhiên quan sát thấy đối phương đồng dạng đứng ngay người trước mặt tên tiểu tử Vương Lâm năm đó. Trong mắt Vân Tức tử lộ ra vẻ khiếp sợ, hay là tên tu sĩ La Thiên quen biết tên tiểu tử Vương Lâm chăng? nhưng dù là quen biết cũng không hẳn phải có biểu tình như thế, chẳng lẽ, vân tức tử trong lòng dâng lên một cổ phỏng đoan mà khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, Chu vũ thái đồng dạng cũng như thế. Lúc này đây hắn bị thương rất nặng nhưng vì thủ hộ Chu Tức Tinh nên cũng bằng bất cứ giá nào thực hiện lời thề năm đó với Vương Lâm, muốn Chu Tức Tinh còn thì người còn, Chu Tức Tinh mất thì thân vong, lại nói đồng tử đầu to kia nhìn chầm chầm pho tượng của Vương Lâm, tâm thần chấn động hắn thật sự rất sợ Vương Lâm, lúc này đứng ở nơi đây, đối diện với ánh mắt kia cũng khiến cho lông tóc hăng dựng ngược lên, như có ảo giác đang đối diện chân chính với Vương Lâm vậy, theo bản năng hắn lui ra sau mấy trượng, sắc mặt dần trở nên âm trầm, thật sự không đáng vì một tu chân tinh bỏ đi mà trêu chọc hứa một. Tuy nhiên, nơi này có pho tượng của hứa một, hơn nữa xem ra nó cũng đã tồn tại mấy trăm năm. Tên hứa một này không phải là người của La Thiên Tinh Vực hắn là người của liên minh tinh vực, không sai, chính là như thế, đáy lòng tên đồng tử đầu to kinh hoảng. Hắn cảm thấy chính mình đang nắm giữ một thiên đại cơ mật. Thậm chí có thể lấy việc cơ mật này khiến cho hứa một thân bại danh liệt, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng, đồng tử đầu to điên cuồng cười ầm lên, hai mắt lộ ra tinh quang. Bước tới một bước, hắn trực tiếp đi tới phía trước bức tượng, tay phải nâng lên, hung hăng vô xuống, quát, vỡ cho ta, hắn không dám trêu chọc hứa một, chỉ có thể làm thế này để tiết hận. Ngay tại khoảng khắc bàn tay hắn ấn xuống pho tượng, thiết nham vốn ngồi khoanh chân dưới pho tượng nhìn chằm chằm đồng tử đầu to, không chút sợ hãi. Trên miệng hắn vẫn đang có máu tươi rỉ xuống, lạnh giọng nói, ngươi hủy đi pho tượng của ân công chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, đồng tử đầu to hơi dừng tay lại, ánh mắt nhìn về phía thiết nham. Hắn đã sớm nhìn ra thọ hạn của đối phương sắp hết, dĩ nhiên đã dầu cạn đèn tắt, cười lạnh nói, đừng nói hủy đi pho tượng này, dù là hứa một đích thân đến đây, bản tiên cũng không để vào mắt, hắn lại nâng tay phải lên, đanh muốn vỗ xuống nhưng ngay lúc này, nháy mắt một cổ hàng ý vô tận tràn đến, một thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông bỗng nhiên vang lên trên chu tức tinh, ngươi nói lại lần nữa ta nghe coi, sự hàng lãnh của thanh âm này có thể đóng băng cả thiên địa, hứa một, đồng tử đầu to phản phất như bị người ta đánh thẳng vào đầu, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, không chút do dự lui nhanh về phía sau trên mặt hắn không còn chút huyết sắc hồn bay phách tán tâm thần kịch chấn không thể chiến mau lui trong khi lui lại phía sau hắn trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi không chút nghĩ ngợi thi triển huyết độn vốn tự tổn hại tu vi đối với hứa một tại nhất tuyến thiên thì đáy lòng đã sinh ra một sự sợ hãi mãnh liệt ân công ánh mắt thiết nham lộ ra vẻ kích động dồn nén cả trong mấy trăm năm nhìn bóng dáng hiện ra trước pho tượng hai hàng lão lệ chảy xuống vương lâm Vân Tước Tử hít một hơi thật sâu, Vương Lâm, ánh mắt của Chu Vũ Thái lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Lâm, giờ khắc này, phàm là những tu sĩ còn thanh tiễm quan sát đến cảnh tượng này đều hoàn toàn rung động. Vương Lâm chân chính là lão tổ của Chu Tức Tinh, ngươi chạy cũng không thoát. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí ngập trời, bước về phía trước một bước, ánh mắt đồng tử đầu to lộ ra vẻ hoảng sợ, máu tươi hết sức phun ra, toàn thân lập tức bao phủ bởi huyết quang, trong phút chốc đã hóa thành huyết ảnh với một tốc độ khó có thể tin được nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ của huyết độn, vô thanh vô tức nhưng còn nhanh hơn mấy lần so với ti chớp. Hơi lùi lại đã sắp thoát ra khỏi chu tước tinh, nhưng chỉ trong nháy mắt khi vương lâm bước chân ra, sóng gần xuất hiện, bóng dáng hắn cũng lập tức biến mất, dung nhập vào tiên địa, so với huyết ảnh kia còn nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp xuất hiện phía trước huyết ảnh, đồng thời khi bóng dáng vương lâm hiện ra, tay phải hắn ẩn chứa âm dương song ngư, không chút do dự hung hăng vỗ về phía trước. Một chưởng này đánh vào hư không nhưng vẫn tạo ra âm thanh ầm ầm. Một chưởng này ẩn chứa đạo niệm và nguyên lực của Vương Lâm, hóa thành một cơn phong bạo nổ tung, tịch một tiếng chấn động cả thiên địa, huyết quang bên ngoài thân thể đồng tử đầu to kia lập tức sụp đổ. Sắc mặt hắn tái nhợt. Một chưởng thần thông kia tuy đánh vào hư không nhưng cũng quỷ dị phân ra hai luồng hắc bạch nhị khí. Bạch khí nhảy vào trong hư không, kỳ dị tiến vào trong cơ thể đồng tử đầu to, công kích thẳng vào nguyên thần, cả đời tu đạo, đồng tử đầu to chưa bao giờ gặp được thần thông đáng sợ loại này. Bạch khí kia không ngờ vỡ tan trong cơ thể hắn, dẫn động toàn thân tiên nguyên tan rã, nhưng chân chính làm cho đồng tử đầu to hít một hơi thật sâu là hắc khí kia. Hắc khí vần quanh ngoài thân thể hắn, lưu chuyển lập tức khiến cho da ngoài thân hắn nháy mắt xuất hiện nếp nhăn, đại lượng sức sống điên cuồng trôi đi biến hóa này khiến cho đồng tử đầu to kịch liệt chấn động. Ngoại trừ bị vương lâm phá hủy thần thông, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong hư không truyền lại, đánh mạnh vào thân thể hắn. Thân mình hắn như một đạo sao băng từ chân trời lao xuống, nháy mắt đánh thẳng vào trên mắt đất. Cảnh tượng này bị những tu sĩ còn thanh tỉnh trên chu tức tinh nhìn thấy, lập tức trở nên kích động. Một số nguyên bị thần thức của đồng tử đầu to chấn động lúc này cũng dần thức tỉnh, cũng không biết là ai bắt đầu, đạo đạo kiếm quang đều từ trong các môn phái bay ra, bay thẳng đến bên cạnh chiến trường. Dần dần, ngày càng có nhiều tu sĩ hóa thành các đạo kiếm quang bay tới, trong số này có Chu Vũ Thái, có Vân Tước Tử. Lúc này đây, cách chỗ Vương Lâm và đồng tử đầu to giao chiến không xa, có một tòa hoàn thành phàm nhân, một lão già đầu đã bạc trắng, hai mắt tù mù, hiển nhiên trước đó đã bị đồng tử đầu to đã thương. Nhưng hắn vẫn dãy dụa tản ra thần thức chặt chẽ quan sát trận chiến trên hư không nơi hắn ở là một căn mật thất phía trước mặt có một bức tranh giấy đã ố vàng trên bức tranh này là một lão già hiền lành dưới bức tranh còn có một linh bài trên đó có khắc một hàng chữ vương thị gia tộc tổ tiên vương trác chi linh lại nói tới đồng tử đầu to hắn chỉ cảm thấy một cổ công kích cực kỳ mạnh mẽ ập tới toàn thân phát ra âm thanh bang bang thân mình cấp tốc lao thẳng về phía mặt đất trong lòng hoảng sợ tiên nguyên trong thân thể cấp tốc xoay tròn hai tay nhanh chóng điểm xuống nhiều chỗ trên thân mình. Rốt cục khi thân mình hắn bị đánh sâu vào trong mặt đất mấy trăm trượng thì hắn vẫn nổ gầm lên một tiếng, hai tay bấm quyết, chỉ về phía trước. Lập tức trong cơ thể hắn bột phát ra một cổ tiên lực vô biên. Tiên lực này cực kỳ nồng đậm, hình thành một tấm lưới lớn trước người hắn, tiên thuật, thiên linh võng, dưới sự gầm vang giận dữ của đồng tử đầu to, tấm lưới trước người đón gió bành trướng lên, phút chốc đã hóa lớn thành trăm trượng hướng về vương lâm chụp lấy thần sắc của vương lâm vẫn lạnh như băng ánh mắt lộ ra hàng ý thân mình không chút nào dừng lại bước đến gần đại võng do tiên lực ngưng tụ kia thân mình hắn nhoáng lên sóng gợn dưới chân xuất hiện nháy mắt đã biến mất sắc mặt của đồng tử đầu to tái nhợt ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ vừa rồi hắn cảm giác có chút không thích hợp huyết độn của mình chính là thần thông có tốc độ nhanh nhất trong gia tộc trả giá bằng tự tổn hại tu vi tốc độ vượt xa thuấn di nhiều lần trước đây hắn rơi vào nguy hiểm sinh tử nhưng nhờ huyết độn này mà chạy thoát được. Nhưng lúc này, hứa một không biết sử dụng thần thông gì mà không ngờ nháy mắt liền vượt qua tốc độ của chính mình. Cảnh tượng này khiến cho hắn hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ nhiều. Lúc này lại thấy đối phương lại thi triển thần thông này, lông tóc toàn thân lại dựng hết cả lên, tiên nguyên toàn thân vận chuyển, từ trong cơ thể bạo phát ra, chỉ thấy trong cơ thể của đồng tử đầu to này đột nhiên phun ra một tảng xương trắng lớn màn xương này vừa mới ly thể lập tức hóa thành gió lốc, mãnh liệt gào rít quét ra xung quanh thân thể hắn, bóng dáng vương lâm biến ảo ra, song chỉ tay phải biến thành kiếm, chém xuống. Hơn 10 đạo trảm la quyết hóa thành một, đánh thẳng vào lốc xoáy tiên khí kia, tạo ra một tiếng ầm vang, chương 890, đồng tử đầu to, đồng tử đầu to toát cả mồ hôi lạnh, thân mình kịch liệt chấn động lui về phía sau. Đối với bóng dáng như xuất quỷ nhập thần của Vương Lâm khiến đáy lòng hắn cực kỳ sợ hãi đó là chưa nói đối phương còn chưa thi triển thiên lôi thần thông đáng sợ kia nghĩ đến thiên lôi thần thông sự sợ hãi trong mắt đồng tử đầu to càng đậm đang lui về phía sau lập tức lo lắng hô lớn hứa một ta chưa hề giết một ai trong này người làm gì mà bức người như thế thần sắc của vương lâm lạnh lùng dừng chân lại sắc mặt của đồng tử đầu to lộ ra vẻ vui mừng lập tức lao thẳng về phía chân trời trong miệng hô lớn hứa một đạo hữu ta và ngươi không phải là kẻ thù Việc này là do tại hạ lỗ mãn, ta đi ngay đây, tim hắn không ngừng đập nhanh. Lúc này đây mới chính là sinh tử nguy cơ, đáy lòng hắn thầm thề rằng nếu chạy thoát nhất định sẽ chạy thẳng về đại bản doanh của La Thiên Tinh Vực ở tại Liên Minh Tinh Vực này, vạch trần thân phận của hứa một, hứa một, thù hận hôm nay ta nhớ kỹ. Lúc này ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt ở La Thiên Tinh Vực. Đến lúc đó, những tiền bối như huyết thần tử sẽ đuổi giết tên phản đồ như ngươi, ta sẽ nhìn xem ngươi làm sao có thể chạy trốn. Dù là sư huynh thanh thủy của ngươi đến lúc đó cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Đồng tử đầu to nghiến răng nghiến lợi, nhưng thần sắc không dám lộ ra chút nào. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt đã lao thẳng tới cuối chân trời, mắt thấy đã tới gần tầng cương phong, chỉ cần thoát ra bên ngoài, dưới con mắt chứng kiến của mấy trăm tu sĩ, tên hứa một này tuyệt đối sẽ không dám ra tay nữa. Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ cười lạnh, Tâm tư của đồng tử đầu to hắn biết rõ ràng. Lúc này đây, tay phải hắn nâng lên, lập tức một trận âm thanh như tiếng chuông đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, bên ngoài thân thể Vương Lâm, hư ảnh đại đỉnh của cổ thần lập tức biến ảo ra. Khoảnh khắc khi cổ thần đỉnh xuất hiện, Vương Lâm không nhanh không chậm bình tĩnh nói, "Hoán vị, trong khoảnh khắc, đồng tử đầu to đang bỏ chạy lập tức trên người lóe ra u quang." U quang này xuất hiện quá mức đột ngột khiến cho đồng tử đầu to ngẩn ra nhưng lập tức ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh hãi ngập trời thân mình hắn khoảnh khắc tiêu tan vị trí của hắn và vương lâm đổi cho nhau nghịch chuyển thiên địa ta đã nói có ta ở đây ngươi chạy không thoát giữa không trung vương lâm hướng về phía đồng tử đầu to đi tới hàng quan trong mắt càng đậm đáy lòng đồng tử đầu to chua xót theo vương lâm từng bước đi lại một loại cảm giác không thể kháng cự lại điên cuồng từ đáy lòng lan tràn trong mắt hắn Vương Lâm đang từ phía trước đi lại đã như hóa thành một người khổng lồ đến thiên lập địa. Tân thần hắn chấn động, hung hăng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay đồng tử đầu to bấm quyết, trong miệng ngâm khẽ một đạo chú văn cổ quái, một cổ khí âm trầm lập tức quét ngang thiên địa, tràn ngập khắp nơi, hứa một, đây là do ngươi bức ta, chú văn trong miệng đồng tử đầu to thu lại, lập tức từ trong không trung có vô số phù văn bán trong suốt lóe ra một đám phù văn này đều tản mát ra khí tức âm trầm, sau khi xuất hiện lớp tốc độ cực nhanh không phải để đánh về phía vương lâm mà nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn, một trận âm thanh thống khổ từ trong miệng của đồng tử đầu to truyền ra. Hắn biết hết thảy pháp bảo và thần thông của chính mình ở trước mặt vương lâm đều không có chút tác dụng nào, nhất là hắn càng bất an khi đối phương đến giờ vẫn còn chưa thi triển thiên lôi thần thông mà tâm thần hắn luôn cảm thấy sợ hãi, phản phất như hết thảy đều bị đối phương dự liệu được trước hết thảy phản kháng của mình trong mắt đối phương đều rất nhỏ bé không chút đáng kể nào loại cảm giác này khiến da đầu hắn rung lên thậm chí có tính toán đầu hàng chỉ có điều hắn lại không cam lòng lúc này đây hắn muốn đem tiên thuật mạnh nhất của bản thân mình thi triển ra theo những phù văn này tiến nhập vào trong cơ thể thân mình đồng tử đầu to lập tức trở nên héo rũ dường như tất cả tinh hoa huyết nhục toàn bộ ngưng tụ lên đầu hắn vốn thân mình bé nhỏ lúc này thi triển thần thông quỷ dị này thân mình nó càng thêm nhỏ gầy không khác gì một bộ hài cốt. Nhưng cái đầu to của hắn lại càng lớn hơn khiến cho người ta nhìn vào cũng phải kinh hãi. cái đầu cực lớn làm cho tướng mạo của đồng tử này cực kỳ dữ tợn. Những cái gân xanh kéo dài từ cổ lên như một con dung mấp máy nhìn rất đáng sợ. Nếu có phàm nhân nào ban đêm nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù cho chết khiếp, tên đồng tử đầu to này vốn không có nhiều tóc, lúc này khi thi triển thần thông quỷ dị lại khiến cho những sợi tóc trên đỉnh đầu bóc ra, làm cho cả người hắn thoạt nhìn không có sợi tóc nào cả. Một tiếng thét dài bén nhọn vang lên, hai tay tên đồng tử đầu to này khát quyết, nhất tề điểm vào phía trên hai tay. Hai mắt mở trừng ra nhìn chầm chầm vào vương lâm, giữ tận quát, tiên ma thuật, cân động, khoảnh khắc khi tiếng thét này vang lên, từng tiếng nổ bang bang truyền ra. Chỉ thấy vô số gân xanh trên cái đầu cực lớn của đồng tử này mất máy, không ngờ nháy mắt đã lao khỏi da đầu ra ngoài, hóa thành những con độc xà xanh hồng nhanh chóng giao vào nhau kéo dài vô tận giống như một cây côn bằng thịt đánh thẳng về phía vương lâm thần sắc vương lâm vẫn như cũ sở dĩ hắn không thi triển đại thần thông là vi tên đồng tử đầu to này còn có tác dụng khác nếu thi triển đại thần thông thì với tu vi của hắn giết người này quả là quá dễ dàng nhưng cũng không cách nào tránh cho hắn bị tổn hại quá nhiều mặt khác người này còn có một thân phận khác đó là tam thập lục thiên cương tiên vương lâm còn chưa muốn đoạn tuyệt quan hệ với la thiên tinh vực nếu là giết một tu sĩ bình thường thì cũng không sao nhưng giết một thiên cương tiên nhất là bên ngoài chu tước tinh còn có mấy trăm tu sĩ la thiên tinh vực dưới tình huống này mà giết hắn quả là thiếu khôn ngoan nhưng với tính tình của vương lâm nếu là trêu chọc đến mình quả quyết không có khả năng buông tha hắn trong lòng đã có ý tưởng vẹn cả đôi đường tên đồng tử đầu to đã trở nên điên cuồng trước đây đồng tử đầu to gặp vô số bi kịch khi hắn sinh ra thì thân mình bé nhỏ lại có cái đầu to nên thời còn niên thiếu thường xuyên là đối tượng để bè đồng lứa cười nhạo. Nếu chỉ như thế cũng thôi, ngoại trừ thân thể bên ngoài bị dị tật lại trời sinh dốt nát, nụ cười ngốc nghếch lúc nào cũng hiện lên trên mặt. Mẹ của hắn cực kỳ chán ghét, thường không để ý tới hắn. Thời thơ ấu, hắn vượt qua đủ loại kinh thường, nhục nhã và chửi rủa. Chỉ có điều hết thảy những điều này hắn cũng không cảm nhận sâu sắc cả ngày luôn luôn cười ngây ngô, thiên tư của hắn lại không thể tu đạo, khi 15 tuổi đã bị gia tộc đuổi đi, không hề được viết vào trong gia phả của gia tộc, nhưng ai cũng không ngờ, sau 500 năm, hắn về lại gia tộc. Bộ dáng của hắn không biến hóa nhiều so với năm đó, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ngu ngốc nhưng tu vi lại đã đạt tới vấn đỉnh, biểu hiện như thế lập tức được gia tộc coi trọng, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ tinh anh trong gia tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua thêm ngàn năm, tên đồng tử đầu to này tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đạt tới dương thật đỉnh, ấn tượng trong tuổi thơ khiến cho tính cách của hắn cũng bị lệch lạc. Trong gia tộc hắn, thời gian ngàn năm này, nhiều người bị hắn hành hạ đến chết. Bất kể là nam hay nữ, toàn bộ đều chết rất thê thảm, việc này hắn thực hiện cực kỳ cẩn thận. Nếu không ra tay thì thôi, nếu ra tay tuyệt đối cam đoan không ai có thể ra ra chút manh mối nào, nhưng 30 năm trước trong một lần hành hạ đến chết một người, hắn cũng rốt cục bị gia tộc phát hiện, không dung túng nổi, bị một vị lão tổ tu vi khuy niết sơ kỳ tự mình ra tay đuổi giết. Một trận chiến này nguyên tất cả các tộc nhân đều cho rằng hắn cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng hắn cũng bộc phát ra tu vi đã đạt tới khuy niết kỳ. Hơn 10 năm trước hắn đã đột phá khuy niết kỳ, nhưng vẫn ẩn nhẫn, lúc này tu vi mới bùng nổ, đánh một trận với lão tổ, cuộc chiến này lão tổ chết, đồng tử đầu to trọng thương bỏ chạy. Từ đó về sau không có chút tin tức nào về hắn nữa. Mãi cho đến cuộc chiến phong tiên, người này mới xuất tràng, khiến cho nổi lên một hồi sóng gió trong gia tộc, hồi tưởng cuộc sống của chính mình, hung quang trong mắt đồng tử đầu to càng đậm, trong tiếng gào thét mang theo cái đầu cực lớn lao ra theo những sợi gân đang đang xen vào nhau, mang theo khí tức cuồng bạo phản phất như xé rách cả thiên đại, lao thẳng về phía Vương Lâm, đồng thời với tiên khí tràn ngập còn ẩn chứa một cổ ma khí bên trong nháy mắt khi lao về phía vương lâm, chúng bỗng nổ ầm lên một tiếng, vô số sợi gân đang xen nhau tạo thành cây côn thịt bỗng nhiên tan nát, hóa thành vô số sợi tơ mảnh, hình thành dạng lưới tràn tới người vương lâm. Chương 891, tôi tớ, trong mắt vương lâm bình tĩnh, cười lạnh há mồm phun ra một vật. Vật ấy chính là phong tiên ấn. Ấn này sau khi xuất hiện lập tức phát ra kim quang chói mắt, chỉ trong phút chốc hơn 10 vạn kim phù biến ảo ra, hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy quét thẳng về phía trước. Những sợi gân đang xen nhau lập tức tràn ra quấn quanh phong tiên ấn, nhưng những phù văn màu vàng cũng trực tiếp lao ra, điên cuồng tiến vào trong ngưỡng sợi gân đang xen nhau này. Mỗi khi tiếp xúc sẽ hình thành một đạo phong ấn, nhất là mấy phù văn màu vàng có dung nhập nguyên thần của tu sĩ lại cực kỳ hung mảnh, khi hạ xuống liền tạo nên âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Mỗi phong ấn này nhưng còn mạnh mẽ gấp trăm lần những phong ấn bình thường gần như chỉ trong nháy mắt khi cơn lốc màu vàng tràn ngập, toàn bộ thân mình của đồng tử đầu to cũng phát ra kim quang, bị hoàn toàn phong ấn, một tiếng rít gào vang lên. Hai mắt tên đồng tử đầu to lộ ra hồng mang, lập tức dãy dụa tạo ra những âm thanh bang bang, vô số phù văn sụp đổ. Ngay lúc này, thân mình vương lâm chuyển động, chân phải vương lâm bước ra, dưới chân xuất hiện sóng gợn. Sau khi tiến hai bước, hư không dưới chân phản phất như bị thu nhỏ lại coi như thiên địa này, bất kỳ chỗ nào cũng chỉ cần bước ra một bước là đã tới được, xúc địa thành thốn. Bước tiếp theo, Vương Lâm xuất hiện bên cạnh đồng tử đầu to, hai ngón tay phải hắn kết thành kiếm chỉ, đạo niệm và nguyên lực dung hợp đâm ra, liền có âm dương song ngư biến ảo. Một chỉ này điểm xuống liền có hắc bạch nhị khí vần quanh, theo ngón tay Vương Lâm trực tiếp xuyên qua tầng tầng phong ấn phù văn màu vàng. Những phù văn này nháy mắt khi ngón tay Vương Lâm tiến tới lập tức nhường đường, khiến cho song chỉ của Vương Lâm sáng bừng, ấn xuống mi tâm của đồng tử đầu to, trong mắt đồng tử đầu to hiện lên vẻ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. So với tốc độ của Vương Lâm thì hành động của hắn thật sự quá chậm. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một cổ rung động từ trong cơ thể bùng nổ, hắc bạch nhị khí vần quanh toàn thân khiến cho cái đầu cực lớn của đồng tử đầu to lập tức như sụp đổ, nhanh chóng thu nhỏ lại nhưng sợi gân đang xen nhau kéo dài ra giờ phút này cũng cấp tốc co rút, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi này không phải là hắn phun ra tùy tiện mà nhằm thẳng về phía thân thể Vương Lâm. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa tiên khí nồng đậm, nếu bị những giọt máu này rơi vào người, thân thể Vương Lâm sẽ lập tức tan ra. Dù sao tu vi của tên đồng tử đầu to này cũng không tầm thường, là bước thứ hai tu đạo khuy niết kỳ, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, căn bản không chút biến đổi. Khoảnh khắc khi máu tươi kia tới gần, trong miệng hắn lại ngâm khẽ, định, lấy tu vi khuy sơ kỳ để thi triển, quy lực của định thân thuật đã vượt xa dĩ vãng. Đáng nói chính là khoảnh khắc khi vương lâm thi triển định thân thuật, tiên đậu tiên nguyên do thanh thủy lưu lại trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn, một tia tiên nguyên lực từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra, dung nhập với thiên địa, lập tức khiến cho định thân thuật này đạt tới một trình độ mà từ khi vương lâm học được tiên thuật này chưa từng đạt tới, dưới một chữ định này, toàn bộ máu tươi bắn đến lập tức đương trường dừng lại giữa không trung. Không chỉ có mỗi tiên huyết này mà ngay cả đồng tử đầu to đang đang nổi lên sự sợ hãi trong ánh mắt vẫn không nhúc nhích được. Từ trước tới sau, Vương Lâm Thủy Chung vẫn luôn bình tĩnh, thân mình nhoán lên, lách sang một bên tránh đi máu tươi, song chỉ như tia chớp đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to. Thân mình của đồng tử đầu to trực tiếp bị hất tung lên, trên người nhiều chỗ tuôn ra máu tươi. Cho đến tận lúc này, uy lực của định thân thuật vẫn chưa tiêu tan, vương lâm lại bước ra một bước đuổi theo nhưng đúng lúc này thần sắc hắn hơi đổi bên trên tinh không đạo đạo kiếm quan gào rít xông tới đúng là do mấy trăm tu sĩ la thiên tinh vực ở bên ngoài chu tước tinh phát hiện có điều không ổn nên nhất tề xông vào cả đám tu vi cao thâm phá vỡ cương phong lao thẳng xuống chu tước tinh những người này xuất hiện lập tức hình thành một cổ uy áp khó có thể tưởng tượng được những tu sĩ trên chu tước tinh chưa từng thấy được nhiều tu sĩ đại thần thông như thế lúc này đều ngây ngốc. Khoảnh khắc khi những tu sĩ La Thiên giáng xuống, sau khi thấy được trận chiến giữa Vương Lâm và đồng tử đầu to thì toàn bộ sắc mặt đều đại biến, thân mình Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn hết sức lao theo. Tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức tiên bảo thiên hổ kỳ, do viêm lôi tử ban tặng, đại biểu thân phận chính phẩm lôi tiên, trực tiếp bị hắn tung ra, thanh cờ này chợt lóe lên, lập tức vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên, đồng thời bên trên tràn ngập tử vân, hóa thành một đầu mảnh hổ, hướng về phía mấy trăm tu sĩ La Thiên gầm riết, bản tiên cùng người luận bàn, các ngươi thủ hộ ở bên ngoài. Kẻ nào trái lệnh, chém, Vương Lâm vẫn không quay đầu lại, hết sức lao tới, xong chỉ đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to. ầm một tiếng, thân mình của đồng tử đầu to trực tiếp từ giữa không trung bắn xuống mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một hố rất sâu, mặt đất xung quanh cũng phải rung rẩy mấy trăm tu sĩ la thiên phía trên không trung lập tức có người nhanh trí không chút do dự nhanh chóng thối lui về phía sau đáy lòng không ngừng kêu khổ sớm biết thế này thật sự không nên tới xem hai đại tiên sử chiến đấu hiển nhiên bọn họ không có tư cách tham dự có người đi đầu lục tục toàn bộ đám tu sĩ này liền cẩn thận lui về phía sau trước sau bay ra khỏi chu tước tinh cũng không dám can dự vào chuyện này nữa cảnh tượng đảo ngược này khiến cho những tu sĩ trên chu tước tinh đáy lòng đều hiểu ra Chu Tước lão tổ Vương Lâm có địa vị cực cao trong đám tu sĩ La Thiên này. Vương Lâm hạ xuống mặt đất, nhìn đồng tử đầu to ở trong hố sâu. Lúc này uy lực của định thân thuật dĩ nhiên đã tiêu tan, sắc mặt của đồng tử đầu to trắng bệch, toàn thân nhiễm đầy máu tươi, ánh mắt nhìn về Vương Lâm cực kỳ sợ hãi. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đồng tử đầu to, nâng tay phải lên, lập tức thanh quang lóe ra. Chỉ thấy trên tinh không chu tức tinh đột nhiên xuất hiện tảng lớn lôi vân, từng đạo lôi quang lóe lên, phản phất như bị người ta khống chế nhanh chóng thoát ly khỏi lôi vân, đi thẳng tới tay phải của Vương Lâm. Trong chốc lát, trên tay phải của Vương Lâm liền ngưng tụ một lôi cầu, phát ra âm thanh bang bang. Lại có vô số điện quan hình cung tản ra xung quanh phản phất như thiên địa chi lôi đã bị Vương Lâm nắm giữ hết trong tay vậy. Nháy mắt khi nhìn thấy lôi quan này, thân mình của đồng tử đầu to không ngừng run rẩy một cảnh tượng khiến hắn rung lên như cầy sấy lại xuất hiện trong não lúc này đây hắn đã thật sự triệt để sợ hãi hứa huynh gần hai ngàn năm ta không ngừng tu đạo chuyện gì cũng hãy từ từ chỉ cần không giết ta hết thảy yêu cầu ta đều đồng ý đồng tử trong hai mắt của đồng tử đầu to co rút lại nhìn về phía lôi cầu chua xót nói hắn cũng thật sự không phải ngu dốt đánh một trận với vương lâm từ đầu tới cuối đối phương không thi triển đại thần thông hiển nhiên không phải hoàn toàn muốn giết mình nói không chừng có thể thật sự thoát được một kiếp này ta cần một tên tôi tớ, Vương Lâm bình tĩnh nói, đồng tử đầu to trầm mặt, rồi nói, ta tiến nhập thăng tiên trì, đã hóa đi ý cảnh, không thể xuất đạo niệm, không cần. Ta có một pháp thuật, nếu ngươi cam tâm tình nguyện thì không có chút phương hại nào. Nhưng nếu đáy lòng ngươi có ý đồ khác, pháp thuật này tiêu tan thì ngươi lập tức bỏ mạng, Vương Lâm nói xong nâng tay phải lên, một ấn ký cổ quái ngưng tụ trong tay. Tiên đậu trong cơ thể hắn lập tức xoay tròn, một tia tiên lực tràn ra, theo tay phải của Vương Lâm dung nhập vào trong ấn quyết kia, kim quang lóe ra, một ấn quyết màu vàng nhạt từ tay phải Vương Lâm xuất hiện, năm đó, từ trong ngọc giảng của tiên đế Thanh Lân, ngoại trừ phương pháp luyện chế tiên vệ còn có một số pháp thuật thao khống phong ấn. Chẳng qua những pháp thuật này Vương Lâm đã từng thử thi triển nhưng hiệu quả lại không được cường đại như trong ngọc giảng ghi chép, thậm chí nô ấn của Lý Nguyên, trong ngọc giảng của tiên đế Thanh Lâm cũng thoáng nhắc tới một chút. Sau khi Vương Lâm phân tích, thủy chủng vẫn không rõ ràng. Mãi cho tới khi biết được tiên nguyên tồn tại, hắn mới hiểu ra, loại pháp thuật phong ấn này tất cần phải có tiên nhân thi triển. Nếu không không có tiên nguyên thì tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Lúc này đây, điều động tiên nguyên trong cơ thể hình thành ấn quyết, hoàng ấn quyết chợt lóe lên, lập tức ấn vào mi tâm của tên đồng tử đầu to, nháy mắt này, Vương Lâm có loại cảm giác chỉ cần một ý niệm trong đầu là đã có thể khiến cho đồng tử đầu to này tử vong. Hắn hơi trầm ngâm, biết rằng phong canh thuật này khác với tiên vệ. Chương 892, về nhà, rất hiển nhiên, ở chỗ tiên đế Thanh Lâm, tiên vệ khôi lỗi thuật là một một loại thần thông bắt chước cổ thần, còn phong ấn thần thông là một loại thủ đoạn nghiêm khắc để khống chế tôi tớ. Bản chất hai loại này rất khác nhau. Tiên vệ chú trọng đến cường độ thân thể, thần thông chỉ là thứ yếu một khi luyện chế thành công thì cả đời sẽ không phản bội trừ khi người thi pháp nguyện ý giải thoát mà phong ấn thần thông thì không tính là hoàng mỹ phàm là thần thông thì không thể vĩnh viễn theo thời gian vì nhiều nguyên nhân khác nhau chắc chắn sẽ có ngày bị phá giải đối với điểm này vương lâm rất rõ ràng phong ấn ấn xuống mi tâm của đồng tử đầu to khiến cho toàn thân hắn run rẩy toàn bộ tiên nguyên nháy mắt vận chuyển trên nguyên thần không ngờ cũng ảo hóa ra một đạo phong ấn giống thế như đúc hắn thở sâu mang theo nụ cười thảm bò dậy cung kính đứng một bên thấp giọng nói tham kiến chủ nhân vương lâm nhìn kỹ đồng tử đầu to bình thản nói đi ra ngoài an bài đám tu sĩ la thiên kia còn ngươi thì ở lại chỗ này đồng tử đầu to vội vàng xưng vân thần thang một tiếng thân mình nhảy lên lao thẳng về phía chân trời vương lâm nhìn mặt đất quen thuộc xung quanh ánh mắt lộ ra vẻ đang hồi tưởng Nơi này là nơi hắn sinh ra, là gia hương, nơi hắn lần đầu tiên bước chân vào con đường tu đạo, để lại cho hắn rất nhiều ký ức, rời khỏi nơi này mấy trăm năm, lần này trở về, trong lòng Vương Lâm cũng có phiền muộn. Đó là một loại tâm tình rất phức tạp, rất khó diễn tả được, không biết những người năm đó còn có thể gặp được những ai, thần sắc Vương Lâm trầm xuống. Phía sau hắn một hư ảnh nhoáng lên, Tháp Sơn bước ra, đứng phía sau Vương Lâm, trầm mặt không nói vương lâm cứ như thế nhìn quê hương quen thuộc sự phiền muộn trong lòng mỗi lúc một đậm không lâu sau đồng tử đầu to từ trên trời hạ xuống đồng dạng cũng đứng sau vương lâm thần sắc bình tĩnh trên bầu trời có mấy đạo trường hồng gào rít chỉ thấy xa xa có hai đạo tốc độ nhanh nhất gần như chỉ nháy mắt đã tới gần hai đạo trường hồng này chính là chu vũ thái và vân tước tử mang theo phiền muộn vương lâm bước về phía trước một bước cả người biến mất tại chỗ chỉ lưu lại một đạo thần niệm truyền vào trong tai của vân tước tử và chu vũ thái không ngừng quanh quẩn bên trong tâm thần của hai người ta muốn yên tĩnh một thời gian khoảnh khắc khi đạo thần niệm này truyền vào tâm thần chu vũ thái đang ở giữa không trung bỗng nhiên chấn động đạo thần niệm này rất nhẹ nhưng khiến cho tâm thần của hắn rung động kịch liệt như có cảm giác đối mặt với cả thiên địa đáy lòng không chỉ lập tức trở nên cung kính mà càng nhiều là sự phức tạp không nghĩ tới sau mấy trăm năm hắn đã cường đại tới trình độ như thế này chu vũ thái dù sao cũng là chu tước tử rất nhanh áp chế sự rung động trong lòng thầm thang một tiếng cách không ôm quyền hướng về phía vân tước tử rồi xoay lưng dẫn người đi vẻ phức tạp trong mắt vân tước tử càng đậm thần niệm của vương lâm đồng dạng khiến cho tâm thần hắn kịch chấn hồi tưởng lại tiểu tử nay năm đó hiện tại đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được hắn thở dài như nhìn thấy lại thân ảnh người thanh niên trẻ tuổi giúp trả tiền rượu cho mình ở trong tửu lâu năm nào, hồi tưởng lại sự tranh đua với Chu Tước Tử, cuộc chiến giữa Tiên Di tộc và Chu Tước quốc năm đó, lúc này nhìn lại như gió thoảng mây bay, thật sự quá nhỏ nhặt không đáng kể, không ai bảo ai, cả Chu Vũ Thái và Vân Tước Tử đều phong tỏa tin tức Vương Lâm trở về. Trừ bỏ một số tu sĩ còn thanh tỉnh trước trận chiến, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng không biết rằng ở Chu Tước Tinh này, Vương Lâm đã trở lại. Sở dĩ hai người bọn hắn làm như thế là bởi vì phát hiện ra trong đạo thần niệm của Vương Lâm lộ ra sự phiền muộn. Hắn cần sự yên tĩnh, không muốn bị người ta quấy rầy. Nhiều ngày sau, trên một quan đạo uống lượng, Vương Lâm nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Hắn bước đi không nhanh, cả người lộ ra một cổ cảm giác rất cô độc. Bầu trời đã về chiều, khiến cho bóng nắng của hắn dài ra trên mặt đất, trên người Vương Lâm bị ánh trời chiều chiếu rọi lộ ra một cổ cô độc. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm không giống như một thanh niên, mà trông giống như một lão nhân tan thương đã nhiều năm bôn ba xa xứ. Phía sau hắn, Tháp Sơn và đồng tử đầu to lẳng lặng đi theo. Thần sắc của Tháp Sơn không có nửa điểm biến hóa. Chức trách của hắn là thủ hộ Vương Lâm, nếu có người có địch ý với Vương Lâm, hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Trái lại đồng tử đầu to lại trầm mặt, nội tâm phức tạp, suy nghĩ không ngừng. Vương Lâm thông thả đi về phía trước, hết thảy xung quanh khiến hắn từ chỗ xa lạ này nhìn ra một chút quen thuộc trong trí nhớ của hắn quan đạo này vốn là một con đường nhỏ đi về gia hương hắn nhưng lúc này cũng là thế sự xoay vần mọi thứ đã không thuộc về mình nữa cứ đi tới như thế sự phiền muộn trong lòng vương lâm càng đậm trong mơ hồ hắn nhìn đến tận cuối cùng quan đạo này nơi đó có một tòa thành khổng lồ bên trong đầy những âm thanh huyên náo bên trên cổng thành có gắn một cái biển chắc chắn trên đó viết ba chữ rất lớn, Hoàng Tổ Thành, cách thành trì này xa xa, Vương Lâm dừng bước, kinh ngạc nhìn lại. Cảnh tượng gia hương năm đó hiện lên trong mắt. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười của cha mẹ xâm chiếm toàn bộ tâm thần hắn, đổi thay, trên mặt Vương Lâm lộ ra một tia bi ai, thành trì trước mắt hắn khiến cho hết thảy những gì hắn ghi nhớ của hắn đều tan biến. Một trận âm thanh vó ngựa và bánh xe dằn lên mặt đường vang lên phía sau khi Vương Lâm đang trầm mặt khiến cho mặt đất hơi chấn động không lâu sau một đội xe ngựa chậm rãi đi đến đội xe ngựa này rất bình thường phía trước có mấy người cưỡi ngựa mở đường nhanh chóng chạy đi phía sau là mấy cái xe ngựa trước thùng xe trên một chiếc xe ngựa có ngồi một lão già đầu bạc lão già này hai huyệt thái dương nhô cao hai mắt như điện hiển nhiên là một cao thủ chốn võ lâm thỉnh thoảng lão già nâng roi ngựa lên khiến cho tốc độ của xe chạy lại nhanh hơn khi đi qua người vương lâm lão già tùy ý quay đầu nhìn ba người vương lâm một cái rồi thu hồi ánh mắt nghênh ngang đi qua thần sắc vương lâm phức tạp sau khi đoàn xe đi qua vẫn chậm rãi đi về phía trước bên trong cổng thành có hộ vệ phụ trách ra xét lộ dẫn nếu không có lộ dẫn thì không thể đi vào việc này tự nhiên sẽ không bị vương lâm để ý đi qua thủ vệ tiến vào trong thành mà không ai có thể phát hiện được sau khi đi vào đường xá xung quanh đông đúc các loại cửa hàng cửa hiệu sang sát nhau nhìn qua rất cồn ào, mang theo vẻ cô độc, Vương Lâm chậm rãi đi tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ, hết thảy, đều đã thay đổi, Vương Lâm đứng trước một cửa hàng, trong mắt hiện lên vẻ ngẩn ngơ, hắn nhớ rõ năm đó nơi này có một cây hòe cổ thụ, dưới tàn cây có một tảng đá. Thời còn thiếu niên hắn thường ngồi ở chỗ này đọc sách, hắn còn nhớ rõ người đã thay đổi cả cuộc đời mình, tứ thúc, khi mang cho hắn hy vọng tu tiên là ngày mà hắn đang ngồi trên tảng đá đó, ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm, khi đó hắn rất muốn biết thế giới bên ngoài ra sao, nhìn cửa hàng nơi đây, Vương Lâm trầm mặt, thời gian mấy trăm năm nháy mắt qua đi. Đối với người tu chân mà nói có lẽ cũng không lâu, nhưng đối với phàm nhân thì chính một cuộc bể dâu, chắc là do hắn đứng chỗ này lâu quá, một tiểu nhị ở bên trong cửa hàng cao mày đi ra, đang muốn quát tháo khiển trách. Nhưng hắn liếc mắt một cái đã thấy tráng hắn tháp sơn phía sau Vương Lâm nên không khỏi hoảng sợ một đại hán như Tháp Sơn ở nơi này cũng không xuất hiện nhiều, ánh mắt hắn đảo qua thấy được người thứ hai là đồng tử đầu to, tướng mạo của đồng tử đầu to quá dị, rất kinh khủng. Chỉ cần liếc mắt một cái mà tiểu nhị này sắc mặt đã tái nhợt, lui về sau hai bước, nhìn Vương Lâm, tự trấn định nói, tiểu ca à, trong quán chúng ta bán ngọc khí, ngươi muốn mua thì hãy đi vào, nếu không mua thì hãy rời đi, đứng y chỗ này là làm gì? Vương Lâm biến mất không một tiếng động, đến khi xuất hiện đã ở phía trong tường thành giờ phút này trời chiều hạ xuống bóng đêm bao phủ mặt đất vương lâm quan sát tất cả nhất là những ngôi mộ do hậu nhân xây lên kia hắn quỳ xuống trên mặt đất trong mắt không biết từ khi nào đã chảy ra hai hàng lệ cha mẹ thiết trụ đã trở về nước mắt chảy đầy mặt vương lâm trong mắt hắn chỉ có một sự nhung nhớ và đau đớn khoảnh khắc này như vĩnh hằng thời gian chậm rãi trôi đi tháp sơn và đồng tử đầu to lần đầu tới nơi này tháp sơn vẫn lạnh lùng như trước nhưng đầu to quan sát tất cả trong mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp hắn không biết đây là nơi nào nhưng nhìn những hành động của vương lâm thì cũng biết được nơi đây chính là tổ trạch của hứa một đồng tử đầu to khi còn sống chưa từng biết tới một chút tình thân nhưng lúc này giữa sự tĩnh lặng trong lòng hắn không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của chính mình vương lâm nhìn linh bài một hồi lâu rồi chậm rãi đứng lên nhìn vào một không gian quen thuộc căn phòng trước mặt như quay ngược về tới nghìn năm trước kia cái nơi mà hắn trân trọng thắt sâu trong trí nhớ.